Trước khi vào video, người bỏ ra 3 giây để like và đăng ký giúp mình nhé. Đang thu hoạch những cây củ cải, Senka chạy tới chào và ôm chị của mình. Cô bé muốn tới ngọn đồi phía đông chơi cùng với Kirito. Cậu giờ này không khác gì người mất hồn ngồi một chỗ. Trước khi đi, Alice còn không quên mặc thêm áo ấm và lấy thêm hai thanh kiếm của Kirito theo. Cô nhớ lại thời điểm mà hai người đang trong đỉnh tháp của Đại Thánh Đường. Nó cũng là lúc Alice chứng kiến Kirito mất đi ý thức như hiện tại. Sau khi tên chú đen kín bị tiêu diệt thì Berkeley cũng trở lại bình thường. Ông thông báo với tất cả các kỵ sĩ trình hợp về tình hình hiện tại cũng như việc mà giáo hoàng đã làm trước đó. Berkeley muốn những người còn lại khôi phục và chấn chỉnh lại kỹ sĩ đoàn. Trước khi lãnh địa hắc ám biết tin giáo hoàng đã mất, lập ra quân đội và huấn luyện cho bọn họ kiếm thuật cũng như những thứ cần thiết trong chiến đấu. Bởi những kỵ sĩ trình hợp không đủ để giao chiến, những ngày sau đó alice đi làm nhiệm vụ về thì thấy những người ở đây đều muốn xử tử kirito làm gương cho những ai dám chống lại giáo hội cô thấy hai người không thể ở lại nơi này lâu hơn được nữa và đã quyết định rời đi ngay trong đêm khi về tới ngôi làng mà họ lớn lên người thanh niên canh gác không muốn cho hai người vào trong nhưng khi anh ta nhìn kỹ lại thì thấy alice cùng với kirito cô đã yêu cầu được gặp cha của mình họ tới trung tâm ngôi làng khi nhìn thấy con gái ông hỏi cô đã chịu tội xong rồi hay sao mà được về đến đây Alice cho biết hình phạt mà cô phải chịu đó chính là mất đi toàn bộ ký ức ở nơi đây. Alice muốn một nơi có thể ở lại. Ông ấy không đồng ý và đuổi cô đi khỏi đây vì bản thân là tội phạm. Quay lại với hiện tại Senka thấy chị mình có vẻ rất căng thẳng thì khá lo lắng. Cô bé có việc muốn nói đó. Là một người tên Barbossa muốn nhờ Alice giúp ông ta đốn một cái cây ở khu đất bỏ hoang. Cô nói với Senka không phải nghĩ nhiều về việc đó. Nhưng cô bé thì thấy những người kia rất ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân họ khi mà họ không muốn cho Alice ở trong làng nhưng lại muốn cô giúp đỡ trong việc khai hoang. Sleka muốn hoàn thành nhanh khóa huấn luyện sơ của mình, sau đó nhanh chóng kiếm tiền và giúp đỡ cho chị mình. Alice dẫn Kirito tới chỗ ông địa chủ kia, người này muốn nhờ cô chặt một gốc cây sồi vì nó quá cứng. Những thợ làm của ông ta đã một tuần nay chặt nó rồi nhưng vẫn không thấy có kết quả. Lão già này muốn nhờ Alice thêm lần này. Vì lời hứa trước đó của cả hai là chỉ một tháng đốn một cây, cô đồng ý thực hiện nhưng thằng này có vẻ như không ưa alice đi tới kiểm tra cái cây đó và quay lại mượn kirito thanh kiếm khi thấy cô định lấy thanh kiếm như thế để chém một cái cây mấy tên đàn ông cho rằng bất khả thi và cười nhạo alice chém một nhát thì gần như không có gì xảy ra cô nói với mấy người kia cái cây sẽ đổ sang hướng họ đứng dầm một cái mấy thằng đấy chạy gấp tên hói đầu thấy thế thì liền muốn cô có thể giúp hắn ta nhiều hơn trong những lần tới alice không muốn thế và chìa tay ra lấy tiền công Cô thấy mấy thằng kia lấy thanh kiếm của Kirito trong khi cậu ta đang làm dưới đất. Alice lao tới phía mấy người này với vẻ mặt rất nghiêm túc muốn đòi lại cây kiếm. Chúng vẫn còn nói Kirito đã cho mượn. Khi cô dọa mấy tên này thì chúng nhìn hai người như mấy tên nhập cư. Alice cảm thấy bản thân cùng với hai người Kirito và Elzo trước đó chiến đấu để bảo vệ cái gì. Trong khi người mất mạng người thì ý thức không còn. Khi về tới nơi Amaori có vẻ như đã đi kiếm ăn ở gần hồ. Sau khi no thì vào trong ổ để ngủ. Trong khi đang ăn thì Alice nghe thấy tiếng một con rồng khác ở ngoài. Đó là anh trai của Amaiori tên Takiguri cùng với Eldri tới đây, anh ta vô tình đi kiểm tra lũ goblin ở phía bắc thì con rồng của người này cảm thấy đồng loại của nó. Thế là đã để nó bay tự do và tới được đây. Eldri muốn Alice về hội quân cùng anh nhưng cô không chấp nhận yêu cầu quay lại kia, câu chuyện của cả hai đều trở nên vô nghĩa. Anh ta không còn gì để nói và ra về, trước khi hai người đi ngủ Amaiori ở bên ngoài cảm thấy có việc gì rồi kêu lên alice liền chạy ra ngoài và thấy ngôi làng đang bị cháy thì liền tới đó ngay lập tức khi quan sát ở trên cao cô thấy người dân không hề di tản mà ở lại để đối đầu với mấy con quái vật alice đáp xuống phía bên dưới trong sự ngỡ ngàng của người dân cô ý kiến với họ rời đi tới phía nam của ngôi làng để chạy khỏi đây tên hói không muốn mọi người tới đó vì nhà của hắn ta ở đấy alice thấy tính mạng của con người bây giờ còn quan trọng hơn là tài sản họ vẫn nhất quyết ở lại đây để chống lại lũ quái vật bởi đó là mệnh lệnh của trưởng binh dinh và cũng là luật lệ của đế quốc ai chức cao hơn ra lệnh thì phải nghe theo senka bước ra binh vực chị gái mình và nói họ hãy nghe theo tên hói kia không chấp nhận liền quay sang nói alice là người của lãnh địa hắc ám phái tới đây cô nhìn tên này thì hắn lại làm nhảm tiếp alice ra lệnh cho tất cả những người ở đây rời đi và hủy bỏ mệnh lệnh của trưởng binh dinh cô yêu cầu toàn bộ người trong làng di tản với danh nghĩa kỵ sĩ trình hợp ông già hói không chịu tin thì cô bỏ lớp áo choàng bên ngoài ra sau đó tuyên bố bản thân là tam đảng của kỵ sĩ trình hợp ở đế quốc. Senka biết chị gái có chức như vậy thì rất xúc động, cha cô cũng nghe theo và nói với người dân bắt đầu di tản. Alice gọi cho Amaiori tới thiêu dụi nguyên một đám goblin trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô đứng chặn bọn quái vật ở ngay nối vào khi tháo băng che mắt ra và tự hứa với bản thân sẽ cứu tất cả mọi người nơi đây. Alice rút thanh kiếm ra và cảnh cáo mấy con lợn kia. Chúng không hề sợ những lời nói này. Sau đó là cô cường hóa vũ khí và tấn công chúng nó một lượt. Mấy con tiên phong đi đầu chết hết thì Alice tuyên bố cho lũ ngu kia biết, nếu bước tiếp thì chỉ có đổ máu vô ích, nghe thấy thế chúng liền bỏ chạy nhanh hơn bỏ người yêu. Ngày hôm sau Alice cũng rời đi khỏi đây và nói mấy lời từ biệt với Senka. Bên ngoài thế giới thực, hiện tại nơi này đang bị một nhóm người khủng bố tấn công. Chúng đã chiếm được phòng điều khiển chính và đang cố chiếm lấy máy chủ. Mấy người Asuna hiện đang ở bên phòng điều khiển phụ, cô tiến lại túm lấy cổ áo của Kỳ Khư Ca. Anh ta bảo đảm với Asuna sẽ không có vấn đề gì xảy ra với Kirito nên không cần lo lắng. Một người bảo vệ vào thông báo với họ, tình hình bên ngoài đã tạm ổn khi mà các vách ngăn đã đóng. Số người bị thương cũng khá nhiều và gần như toàn bộ nơi này đều đã bị chiếm bởi mấy tên khủng bố. ca tự hỏi không biết những tên này tới đây có mục đích gì và hỏi Higa. Theo như anh ta biết thì nhóm người này không hề thuộc đội quân nào hết và chúng cũng không phải là người châu Á với cái thể trạng to lớn này ca dự đoán chúng đang muốn chiếm lấy nghiên cứu này bởi vì khi tới nơi đã đột nhập phòng điều khiển chính trước tiên và khả năng cao đó là trí tuệ nhân tạo mà họ đang nghiên cứu. khi gà trước lúc rời khỏi đó đã khóa lại bảng điều khiển để chúng không làm được gì, anh nghĩ lực lượng phòng vệ ở rất gần nhưng không hề muốn tiến lại để đánh bại mấy tên kia. Về phía Kirito hiện tại thì não bộ cậu ta bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng vì tổn thương hệ thần kinh neuron, để có thể chữa trị thì họ phải khóa ký ức và đưa cậu vào underworld. Nhưng một điều rất lạ đó là Kirito không hề bị khóa ký ức mà còn đăng nhập vào đó với tính cách thật của bản thân trong đó. Cậu ta đã tiếp xúc với các trí tuệ nhân tạo của thế giới này 2 năm, khi tới bảng điều khiển ở đại thánh đường. Kirito đã rất tức giận trong lúc liên lạc ra bên ngoài và cũng đúng thời điểm đó thì mấy tên kia ngắt đi nguồn điện. Nó gây ra đoàn mạch do tăng vọt nguồn điện đột ngột và kết quả là cậu ta đã mất đi ý thức, thời gian 9 ngày trước khi cuộc tấn công vào Ocean Turtle. Người đàn ông tóc vàng này đang đứng trên cao quan sát nhóm của mình chiến đấu. Nhưng có vẻ hết thời gian để chơi cùng với đồng đội hắn trong game, người này sau đó có một cuộc hẹn với hai người mặc đồ đen. Họ muốn thuê anh ta làm một việc tuyệt mật đó là chiếm lấy công nghệ Soul Translation. Nó được tiến hành ở Nhật và là một cỗ máy có thể giải mã linh hồn con người. Sau khi nghe họ nói về những thứ liên quan và chiếm được trí tuệ nhân tạo có tên Alice, khi đã hiểu đại khái tình hình công việc, người này lập tức chấp nhận yêu cầu của họ và quân phòng vệ phía Nhật Bản không hề thống nhất vậy nên họ có thể tấn công nơi này rất dễ dàng. Anh ta tự lập cho bản thân một nhóm người và dẫn đầu họ để lấy được linh hồn của Alice. Quay lại với hiện tại, mấy tên này đánh nhau về việc không thể truy cập được vào bên trong thế giới kia vì nó đã bị khóa. Thằng tóc vàng đứng đầu nói hai người kia dừng lại. Anh ta đã cảm thấy rất hài lòng với kết quả hiện tại, khi mà đã chiếm được phòng điều khiển chính mà chỉ có một người bị thương. Nhưng tên mặt hoa văn kia lại không cho là như thế bởi hệ thống đã bị khóa thì đâu có ý nghĩa gì, hắn quan ngại nếu như chậm trễ thì quân phòng vệ sẽ tấn công sang đây. Tên tóc vàng đảm bảo với họ là người thuê đã thỏa thuận với quân phòng vệ bên này rồi. Quân hộ tống sẽ không làm gì trong 24 giờ tới từ khi cái chiến dịch này bắt đầu, đã được 40 phút kể từ khi nhóm người này vào tới bên trong. Mục tiêu tiếp theo anh ta nhắm tới đó chính là phòng điều khiển phụ. Anh ta tính hết các phương án như cưa tường thì quá lâu, còn dùng C4 lại sợ những thiết bị quan trọng mà họ muốn lấy không còn lành lặn. Hai cái thằng kia lại bắt đầu nói đều nhau và định chẳng luôn thì người đứng đầu ra ngăn họ lại. Hắn bắt đầu thông não mấy tên này rồi chúng lại bắt tay vào làm việc liền. Chúng bắt đầu ngồi quan sát cái thế giới bên trong và tò mò về mấy con goblin có linh hồn. Họ đoán thế giới này gồm có hai nơi đó là lãnh địa hắc ám và thành phố trong mơ nơi mà Alice sống. Tên mặt hoa muốn đăng nhập vào bên trong thế giới này để tìm cho nhanh còn hơn là ngồi đây tìm kiếm trong vô vọng. Thằng bốn mắt thì cho là tên này không biết gì và ngu dốt. Người trong đó rất nhiều khi tìm như thế thì đến bao giờ mới xong khi tên đứng đầu ra một ý tưởng đó là đăng nhập vào bên trong đó với siêu tài khoản thì có thể sẽ dễ hơn với người cấp cao nhưng khi kiểm tra chúng đều bị khóa tên đó lại muốn kiếm mấy tài khoản phía bên bọn quái vật xem sao tên bốn mắt tìm ra mấy cái tài khoản bên lãnh địa hắc ám thì không hề có mật khẩu như dự đoán hai người tóc vàng và mặt hoa muốn vào bên trong đó chơi thử xem sao bên phía kỳ khư ca họ vẫn đang cố gắng làm gì đó để có thể giúp kirito hồi phục lại khi gà nghĩ ra cách lấy lại được ý thức cho cậu ta trong đấy đó là để ai đó vào Underworld giúp đánh thức linh hồn Kirito. Asuna bước vào muốn bản thân cô vào bên trong với cậu ta để giải quyết vấn đề. Kỳ khư ca khuyên cô không nên liều lĩnh như thế bởi hiện tại Underworld không được ổn định cho lắm. Bởi nó sắp tới giai đoạn chịu tải cuối cùng. Lúc đó sinh lực của cổng đông giữa ranh giới hai bên mở ra và quái vật chắc chắn sẽ tràn sang phía nhân giới. Nếu bên phía nhân loại chiến thắng thì không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại Kirito đã phá hủy gần như toàn bộ những người cai trị đứng đầu của giáo hội. Asuna cũng bắt đầu sang tới bên phòng của Kirito để đăng nhập vào Underworld. Ở một nơi nào đó Sinon nằm mơ thấy bản thân trong game bị một thằng đồi trị giết chết. Ngay khi tỉnh lại thì có một cuộc gọi từ Yui cô bé muốn mọi người và Ano để nói chuyện. Sau khi giải thích tất cả thì họ muốn giúp đỡ nhưng Yui nói cần một thời gian nữa. Bên phía mấy tên lính kia chúng bắt đầu đăng nhập vào Underworld với siêu tài khoản. Phe lãnh địa hắc ám, kỵ sĩ Lipia tới gặp người đứng đầu hiện tại là trưởng đoàn hắc kỵ sĩ Viser. Hai người nói chuyện về giáo hoàng của nhân giới đã chết, đó là thời cơ mà họ đã chờ rất lâu để có thể dẫn tới hòa bình. Người đàn ông này cho rằng Berkeley có thể đàm phán được, nhưng vấn đề của họ là những người đứng đầu bên lãnh địa hắc ám, tên GABE này đang nhớ về quá khứ khi còn nhỏ của hắn ta. Tên này rất tò mò về mấy con côn trùng, trong lúc đó cô gái tên Alicia là bạn thân hắn tới chơi. Hắn thắc mắc không biết linh hồn của con người có giống với côn trùng hay không. Hai tên này đã đăng nhập thành công vào đến bên trong. Khi lãnh địa Hắc Ám nghe tin hoàng đế của chúng đã xuất hiện thì tất cả các tộc nhân tập hợp và đi tới cung điện để diện kiến. Những người của các tộc tự giới thiệu bản thân với tên này, hắn tuyên bố cho họ đi xâm chiếm nhân tộc và bắt lấy vu nữ ánh sáng tên Alice. Mấy thằng kia liền đồng ý và kêu gào với sự đồng tình. Hai bố này ngồi uống rượu và nói chuyện, tên GABE bắt đầu liên lạc ra phía bên ngoài để lập kế hoạch để bắt được Alice. Đeo kính nói với lời nhắn nếu nhân vật của siêu tài khoản này chết thì không thể dùng lại lần nữa. Khi hắn về đến phòng thì cô gái Lipia đã ở trong đó. Người này muốn chơi siếc thú cả đêm với Gabe. Ngay khi ngồi xuống giường cô ấy liền rút ra một con dao đâm Gabe nhưng hắn rất nhanh đã khống chế được. Khi tên này hỏi thì cô quyết không muốn cho Gabe làm hại tới nhân giới thì bị bóp cổ tới chết. Ngay lúc này linh hồn của cô bay lên. Gabe nhớ lại quá khứ một lần nữa khi mà hắn giết người bạn thân của mình với cái đục. Tên này lúc đó đã cảm thấy linh hồn của cô bé trước khi chết. Hiện tại cũng vậy Gabe hấp thu linh hồn của Lipia và nhìn thấy người mà cô yêu bên trong ký ức. Hắn nhận thấy điều này thật tuyệt cùng với cái bộ mặt ghê tởm khi muốn cảm nhận được linh hồn của Alice. Hôm sau khi tất cả tập trung Viser không thấy Lipia đâu. Anh ta nhớ lại thời gian trước đã nói chuyện với cô về điều hai người muốn hòa bình đến với nơi đây. Viser nghĩ nếu đề nghị việc này với Berkeley chắc sẽ thành công vì ông ta cũng không hề muốn chiến tranh nổ ra và sẽ chấp nhận đề nghị hòa bình. Anh muốn tiêu diệt hoàng đế để làm được điều đó gabe nói về việc tối qua đã có một người phụ nữ tới phòng mình và định ám sát hắn nhưng không thành sau đấy kêu người lấy đầu của lipia ra cho tất cả cùng xem viser không thể chịu được khi thấy người mà ông yêu bị giết bởi hoàng đế thì định lao lên tấn công nhưng tên sát thủ đã bắn một ám khí độc vào người này hắn ta làm nhảm một hồi nói viser không thể sống quá hai phút nữa người này nhìn lên phía đầu của lipia hệ thống không thể kiểm soát được nữa ông ta bắt đầu biến xung quanh thành một cơn lốc và nó cắt hết tất cả mọi thứ ở gần những người khác há hết mồm vì sức mạnh như thần sấm này. Vi lao tới chỗ tên hoàng đế nhưng đã bị hắn ta giết bởi sức mạnh hắc ám. Ông cũng nhận ra tên này không thể bị giết được bằng kiếm, bởi linh hồn của hắn ta đồng thời đang sống và đã chết cùng một lúc, ngay sau đó tan biến về với cát bụi. Gabe nói với tất cả những đội nào mất đi người đứng đầu thì nhanh chóng thay thế trước khi tấn công nhân giới. Các kỵ sĩ trình hợp hiện tại đang bắt đầu huấn luyện các binh sĩ cho cuộc chiến sắp tới. Alice lúc này cùng với Kirito tới đây. Elry thấy thế liền chạy ngay tới chỗ cô ấy. Theo như Alice vừa bay qua chỗ cánh cổng thì thời gian lãnh địa hắc ám tấn công là khoảng tối hôm nay sẽ tới. Hiện tại số lượng kỵ sĩ trình hợp còn lại là rất ít. Tất cả hơn 30 người nhưng đến bây giờ rất nhiều kỵ sĩ bị Nguyên lão Chu đen kín dùng tới thuật tái điều chỉnh, hiện 10 người vẫn chưa thể nào thoát khỏi chú thuật đó. Tất cả chỉ còn lại 21 người thì đã mất 4 đang cai quản thánh đường và kinh đô. 4 đang tuần tra ở dãy núi tận cùng Nghe thấy vậy Alice không thể bình tĩnh được vì những kỵ sĩ hiện tại phân tán quá mỏng. Eldry cho là nuôi thêm người như Kirito không thể làm được gì và chỉ tổ tốn thời gian. Berkeley ở đâu chĩa mồm vào hóng hớt binh vực cho Alice. Khi gặp lại người này Alice không thể giấu được cảm xúc của bản thân. Berkeley đi xuống phía bên dưới và nhìn Kirito. Alice thấy thế thì tính rút kiếm ra phòng thủ nhưng ông nói cô không cần lo lắng. Người này bắn một đường kiếm khí về phía Alice thì đã bị Kirito đánh chặn lại. Berkeley không thể ngờ tới là cậu ta vẫn có thể bảo vệ Alice trong tình trạng như này. Ông chắc chắn một điều với Alice đó là thanh niên này sẽ quay lại sớm thôi. Cô ôm lấy Kirito và lòng trong khi vừa rơi nước mắt. Vào đến trong đều cậu ta vẫn chỉ ôm lấy hai cây kiếm. Alice định thử dùng tới tâm ý của bản thân để xem có thể giúp được gì cho Kirito đỡ hơn hay không. Ngoài cửa lúc này có tiếng người gọi. Cô đi ra kiểm tra thì là hai bé Taichi si cùng với Jonee mang đồ ăn tới alice nhận ra họ là người quen trước kia của kirito sau một hồi nói chuyện cô bảo với hai bé này chuẩn bị tinh thần trước khi nói cho họ sự thật về những người đàn anh đi vào tới trong phòng cả hai không thể tin được là một người mất còn kirito thì không có tâm trí tai si chạm vào thanh bích hồng kiếm thì nó sáng lên như muốn nói gì đó cô bé cảm nhận được như elzo bảo hai người họ đừng buồn và cậu luôn ở đây tai si nói lý do mà hai người kia cầm kiếm lên để bảo vệ họ cô bé tự thấy bản thân mình rất có lỗi với hai người này nếu như chuyện đó không xảy ra thì đã chẳng có ai mất mạng. Alice cảm thấy đó không phải lỗi của hai cô bé kể cả khi cơ thể bị người khác vấy bẩn thì cũng không sao, khi mà trái tim họ vẫn giữ được là chính mình. Alice tự chứng minh với cả hai và làm như khi Kirito trước kia, cô kể lại cho họ quá khứ ngày xưa khi mà bị giáo hội bắt đi và lấy mất ký ức rồi trở thành kỵ sĩ trình hợp như hiện giờ. Đang đi bên ngoài thì Berkeley gọi Alice lại để hỏi về người chăm sóc cho cậu ta khi cô không có ở đây. Thế nhưng đã có hai người quen cũ đã giúp Alice chăm sóc cho Kirito khi bản thân cô phải ra chiến trường. Ông chú cũng yên tâm nhưng khi biết cậu ta không có tiến triển gì về tinh thần cũng hơi thất vọng một chút. Berkeley có cảm giác người này về sau sẽ là mấu chốt của trận chiến sắp tới. Hôm trước đấu kiếm khí với Kirito, ông ấy có thể thấy được người này đã từng có kinh nghiệm thực chiến ngang bằng hoặc có thể hơn bản thân mình. Mục lục của giáo hội cấm chiến đấu sống chết và Berkeley không biết cậu ta có kinh nghiệm này từ đâu mà có. Alice đang tính nói cho ông ấy biết thì Phan Atio đi tới tìm. Alice rất ngạc nhiên khi người trước giờ nghiêm túc như Phan Atio lại trang điểm. Cô muốn Alice cho mình được gặp Kirito để cảm ơn cậu ta về việc trước kia đã đánh bại mình. Trong những năm tháng làm kỵ sĩ trình hợp thì người đầu tiên chịu đánh nghiêm túc với cô chính là Kirito. Bởi thân là phụ nữ khi đấu với những người nam giới thì Phan Atio thấy họ không thực sự nghiêm túc. Còn trận đấu với Kirito thì lại khác hoàn toàn. Ngay khi rơi chiếc mũ thì cậu ta đã nhìn thấu bản thân cô đang cố phân biệt giới tính của mình với người khác. Fan atio cảm thấy lần đó Kirito đã dùng hết sức để đối đầu với cô hôm nay tới đây cũng là vì để gặp cậu ta để xem có cải thiện được tình trạng hiện giờ hay không Alice nghe thấy thế thì có vẻ như đang ghen cô nói mình sẽ chuyển lại mấy lời vừa rồi cho Kirito sau vì hiện cậu ta đang nghỉ ngơi hai người này bắt đầu nói nhau giờ còn phải xin phép mới được gặp hay sao fan atio thì cho rằng trước giờ Alice muốn gặp được chỉ huy thì đâu có từ chối vì cảm xúc cá nhân cô thì lại không cho là như thế bởi khi hỏi thì cũng chỉ là có lễ phép chứ muốn gặp hay không thì cũng chẳng phải xin qua fan Atio. Họ quay ra hỏi Berkeley thì ông thần đã chuồn mất tích hồi nào rồi. Những người còn lại ở đây tập trung để bàn về kế hoạch sắp tới. Người quan trọng nhất trong chiến dịch này đó là Alice, bởi cô có thể dùng toàn bộ số tài nguyên ở khe núi đó. Việc mà không một ai có thể làm được ngoại trừ Alice, vì cô dùng được gần mới mức thần hơn bất cứ ai. Trước khi ra trận, Alice tự động viên bản thân và chia tay với Kirito để lấy tinh thần khi cuộc chiến nổ ra. Eldry ở ngoài nều chờ cô để đi tới nơi tập hợp alice gọi anh ta lại để cảm ơn vì từ trước tới giờ đã giúp đỡ mình rất nhiều thứ mặc dù cô mới là người hướng dẫn của anh ta người này rất xúc động khi nghe được những lời này từ cô alice ra một mệnh lệnh cuối với cái danh sư phụ của anh ta đó là hãy sống sót để có thể gặp lại được người thân của mình cánh cửa ngăn cách nhân giới và lãnh địa hắc ám đã không thể chịu được và nứt ra hai bên quân binh đã sẵn sàng đối đầu với nhau khi nó vỡ ngay khi cánh cổng sụp xuống ga bê ra lệnh cho toàn bộ quân đội của hắn tấn công các đội bắt đầu chạy tới phía nhân giới một cách nhanh chóng Phan Atio cũng lệnh cho các thuật sĩ chuẩn bị thế phòng ngự. Alice với Amayori ở bên trên chuẩn bị cho thánh thuật cấp cao. Người ra tay đầu tiên đó là Seven. Ông nhớ lại một chút ký ức còn tồn tại trong đầu và cũng bắt đầu dương cây cung của mình lên và bắn toàn lực về phía lũ Goblin. Chúng bị ngọn lửa thiêu rụi rất nhiều. Liên tiếp là những mũi tên được bắn ra khiến chúng nổ mất xác. Fan Atio cũng khởi động trang bị và cường hóa nó rồi bắn về phía mấy tên khổng lồ. Hai con nhỏ này thì đang đứng bình luận về các kỵ sĩ chỉnh hợp đang chiến đấu rất tốt thế nhưng trong đó có một người không hề tự tin về sức mạnh của bản thân. Đó là Relichi. Chúng nhớ ra còn một đơn vị hậu cần ở đằng sau có Kirito thì liền chạy tới đó. Mấy con xanh lẻ này đang tấn công nhanh nhất có thể. Chúng ném những quả bom khói cản tầm nhìn của những binh sĩ tại đây. Elri không biết nên làm thế nào trong tình huống như này. Muốn báo về cho Relichi thì không hề thấy anh ta đâu. Bên phía Seven vẫn rất hăng máu khi mà những tên Ozer tấn công họ nhưng không sợ hãi mà cứ thế lên chém chúng nó như bùn. Fan Atio làm cho thằng đứng đầu tộc khổng lồ điên loạn hắn mất kiểm soát tấn công tất cả người mình tên đó lao tới chỗ cô nhưng khi nhìn thấy tên này khiến phan atio không đứng nổi môn đồ dưới trướng lên đỡ cho cô đòn đó nhưng tên này quá khỏe khiến cô ấy tự thiêu đốt sinh mệnh của bản thân mới đẩy lùi được hắn ta phan atio chứng kiến người đệ tử chết trong tay thì không thể chấp nhận được cô cầm thanh kiếm của mình lên và giải phóng toàn bộ sức mạnh sau đó chém tên kia làm hai bên seven không lạc quan là bao khi cả người mình lẫn bọn kia đều chết rất nhiều khi ông hết tên thì kẻ đứng đầu lũ goblin muốn nhân cơ hội này tấn công ông ấy tuy giết được mấy con lao lên đầu tiên bằng kiếm nhưng chúng đánh kiểu hy sinh người của mình để có thể không chế được ông ấy tên cầm đầu cầm dao thịt lợn của hắn và ra đòn kết thúc thì gozo tới ngăn cản khi anh ta bị văng ra xa và tên kia tính ra tay giết seven nhìn thấy vậy điên cuồng gồng mình và lấy chính thanh kiếm làm mũi tên bắn về phía kẻ đứng đầu mấy thằng đằng sau đó đã không thể tránh khỏi cái chết Berkeley nhận được thông báo từ tất cả các mặt trận trên chiến trường. Alice ở trên cao quan sát và dùng tới thánh thuật cấp cao. Thứ sức mạnh của những linh hồn đã mất nơi đây hai cô bé cũng bắt đầu tham chiến để đi tìm thanh niên Renlichi. Cậu ta sợ hãi trốn khỏi chiến trường ngồi trong lều dự trữ. Renlichi nhớ lại khi được giáo hoàng nói bản thân là thất bại vì không thể sử dụng hoàn toàn sức mạnh của song dược đao. Đó cũng là lúc cậu bị đóng băng hoàn toàn cho tới tận gần đây khi Chu Đen kín chết đi. Renlichi nghe thấy có tiếng người đang ở phía ngoài. Tai Xi si bước vào phía bên trong thì thấy có ai đang trốn trong này liền rút kiếm. Relichi đi ra nói bản thân không còn là kỵ sĩ trình hợp nữa vì đã bỏ chạy khỏi trận chiến cậu ta biết đội quân do mình điều hành không có người chỉ huy ở đó thì chắc chắn rất nhiều người đã chết hai bé giới thiệu bản thân và kirito họ muốn bảo vệ người từng hy sinh bản thân để cứu mình nhưng hiện giờ đối với một con goblin cũng là quá sức với cả hai người tai si nghe thấy tiếng la hét bên ngoài thì nhìn ra đó là một đám quái vật đang tấn công vào đây hai cô bé nhìn thấy chúng thì trận hết mắt lên vì sợ relichi muốn cầm vũ khí và ra chiến đấu nhưng vẫn cảm thấy sợ cậu nhớ lại quá khứ ngày xưa khi tham gia giải đấu kiếm vì không may đã chính tay giết chết người anh em của mình. Khi tỉnh lại thì thấy người ngồi xe lăn như Kirito còn muốn cầm kiếm lên để giúp đỡ người khác. Trong khi bản thân cậu lại yếu đuối thì ngay lập tức cầm vũ khí lên giết con gò Brin đó. Relichi nhờ hai cô gái ở lại để bảo vệ cho Kirito. Còn cậu ta ra ngoài để chiến đấu với lũ yêu tinh. Một hồi giết bọn quái kia thì thủ lĩnh của chúng đã tới. Hắn ta rất tự tin với sức mạnh của mình trước cậu ta. Relichi tấn công hắn với song rực đao nhưng bị đánh tan hoàn toàn. Tên này nghe nói một kỵ sĩ chỉnh hợp thì có thể bằng vạn binh, nhưng hắn không hề cảm thấy cậu là một trong số đó. Relicchi tự cảm thấy mình không xứng đáng nhưng vẫn quyết chống lại tên này khi nhớ về quá khứ. Cậu ta giải phóng toàn bộ sức mạnh của song đao và giết tên kia với một đòn cực kỳ sắc bén. Hai cô nhóc kia thấy người anh của mình đã làm được việc thì liền nhận lệnh của Relicchi trở về chiến trường bên phía lãnh địa hắc ám. Bà phù thủy tóc trắng này muốn thả minion ra giết hết tất cả, đến người của mình trong đó cũng không quan tâm bơcoli cảm nhận được lũ vô tri này tới thì liền dùng thời xuyên kiếm chảm chúng nó không chừa một con nào alice thấy chú của mình đã vào trận thì cũng bắt đầu chuẩn bị thánh thuật mụ già bên lãnh địa hắc ám thấy quân mình mới ra thì đã chết không còn một con nào như này thì quá là vô lý sau khi mất bình tĩnh và uống hết ly rượu người này lệnh cho toàn quân tiến về phía trước họ muốn chuẩn bị ma đạn và cung tên bắn về phía đang giao tranh để giết hết tất cả alice tập trung tất cả sức mạnh từ linh hồn của những người đã khuất để tạo ra một đòn tấn công thật mạnh cô suy nghĩ một hồi không biết nên dùng thánh thuật hệ gì để có thể tiêu hao hết tài nguyên trong khe núi thì nhận ra nên dùng quang tố để tấn công và kết hợp với những tấm gương thì nó sẽ phản chiếu vô hạn những thuật sĩ bên phía lãnh địa hắc ám đều không thể dùng được thánh thuật vì alice đã hấp thụ hết họ không biết sao lại có việc vô lý như vậy trong khi rất nhiều tài nguyên từ những người đã chết ở đây alice giải phóng ký ức của thần khí và dùng tới bộc phá lia một đường không biết đã giết bao nhiêu sinh mạng trong khe núi bà già tóc trắng không biết ai có thể dùng tới thuật cấp cao đến như thế ở phía bên kia đến chính người này cũng không thể làm được phép cấp cao như vậy. Alice khi đáp xuống dưới thì được toàn thể mọi người tung hô vì địch đã rút nuôi ngay sau đòn đó. Cô cũng không còn chút sức nào khi dùng tới một thần thuật cấp cao như vậy. Fan Atio muốn trước khi thu quân về thì dùng thần lực trong không gian, cho những ai bị thương tới khi nó cạn kiệt mới quay về, để không cho phía bên lãnh địa hắc ám có chút cơ hội nào, Alice bảo với Amiori quay về nghỉ ngơi trước khi trận chiến tiếp theo nổ ra. Elry ở đằng sau người đầy máu me, anh ta cảm thấy bản thân nên chết đi thì hơn. Khi mà nơi mình kiểm soát thì để goblin xuyên phá. Đến thủ lĩnh của chúng cũng nhờ Relichi tiêu diệt trong khi anh chẳng thể làm được gì, Eldri thấy mình không xứng đáng làm học trò của Alice khi thất bại như thế này. Một người sói tiến ra từ trong vụ nổ với cơ thể thì đầy thương tích. Alice không biết sao tên này còn có thể trụ tới bây giờ. Hắn cho biết là thủ lĩnh của một tộc đứng đầu thì phải cố gắng chấp nhận đau thương để những người dưới chứng mình không phải gánh chịu nó. Tên này đã nhìn thấy Alice dùng tới thánh thuật và cũng là vũ nữ ánh sáng mà hoàng đế nhắc tới nếu bắt được cô về thì có thể kết thúc chiến tranh. Tộc đàn của hắn sẽ được thả về với Thảo Nguyên. Nghe thấy vậy Eldry muốn giết tên này nhưng Alice đã ngăn anh ta lại. Cô hỏi tên này nếu đưa mình về thì hắn sẽ được gì? Sói đầu đàn muốn những người trong tộc mình không phải chiến tranh đau khổ như bây giờ nữa. Nếu như mang cô về cho tên hoàng đế thì được ban điều ước. Hắn cũng chỉ vì đồng loại mà chiến đấu đến bây giờ. Sau khi lao lên và bị Alice giết cô đưa linh hồn hắn về với quê hương Thảo Nguyên. Thằng cha Gabe đang thẩm vấn mụ già tóc trắng vì đã làm hỏng toàn bộ mọi việc người này muốn dùng tới hắc pháp lực không gian để có thể tiêu diệt địch nhưng hiện tại không hề có một chút tài nguyên nào để triển khai nó cả gabe muốn biết bằng cách gì để có tài nguyên trong khi ở đây không hề có ánh sáng hay một cây cỏ nào cả cô ta nói còn một cách đó là sinh mạng của những người đã chết có thể cung cấp gabe đứng lên khiến người này hãi tới mức không dám nhìn hắn ta hỏi ba nghìn mạng người có đủ không trong khi nhìn xuống quân lính bên mình cô gái kia chỉ cười một cách rất nham hiểm nói đương nhiên là thừa rồi về phía Alice cô nói toàn bộ việc đã nghe được từ người sói kia cho Berkeley. Ông không thể tin được là hắc thần Vector của lãnh địa hắc ám hồi sinh vào thời điểm này để tìm vu nữ ánh sáng là Alice. Cô muốn một mình tiến về phía lãnh địa hắc ám để dụ quân địch đuổi theo. Một khi chúng bị kéo giãn đội hình thì Berkeley với mọi người ở bên này tiêu diệt hết chúng. Cô đã nghe được cuộc nói chuyện của Kirito với kỳ khư ca về tế đàn phía nam và cũng muốn thử tiện đường tới đó tìm ra sự thật. Berkeley đồng ý với cách này của cô nhưng phải dẫn một phần ba quân lính đi theo. Còn một điều nữa ông muốn yêu cầu đó là cho mình đi theo đội đột kích. Lãnh địa hắc ám doanh trại của tộc lợn, mụ già tóc bạc này đang yêu cầu người đứng đầu phải hiến tế 3.000 mạng người cho cuộc tấn công sắp tới. Người này không thể chấp nhận yêu cầu nhưng khi nghe đó là yêu cầu của hoàng đế thì vợ anh ta liền vui vẻ chấp nhận. Khi phải chứng kiến vợ với toàn bộ 3.000 người trong tộc phải chết, hắn không thể chấp nhận được bởi con người đã làm họ ra nông lỗi này. Phía Alice bắt đầu xuất phát như kế hoạch trước đó đã triển khai. Phan Atio lệnh cho toàn quân chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Alice cùng với Berkeley không thể ngờ được đó là bên địch lấy đâu ra nhiều thần lực đến vậy và chúng đang cố tạo ra một tà thuật. Mụ điên này bắt đầu tấn công về phía những người đi đầu. Hai người Berkeley và Alice đã tránh đi nhưng cô nhìn thấy Eldry lao lên muốn chịu đòn này. Anh ta giải phóng ký ức của thần khí và dẫn dụ chiêu thức kia đi theo hướng khác. Thứ này quá mạnh để một người có thể chống đỡ được nó. Sinh mệnh của Eldry chạm tới không, nhưng với sức mạnh của tình bạn nó đã giúp anh cố gắng tiêu hao hoàn toàn tà thuật đó và nổ trên không alice lao nhanh tới phía eldry và bắt được anh ta hai người nói những lời cuối cùng trước khi sinh mạng anh hòa tan và biến mất alice tức giận lao hết tốc lực về phía mụ tóc bạc này bà ta muốn rút lui nhưng không kịp bởi hơi thở của rồng cô cường hóa vũ khí ở mức tối đa tiêu diệt hết tất cả mụ già kia hút lấy sức mạnh của những người cấp dưới của mình alice tuyên bố trước toàn bộ lãnh địa hắc ám bản thân là vu nữ ánh sáng khiến cho tên gabe đứng ngồi không yên tên này muốn nhanh chóng bắt được cô để có thể tận hưởng được linh hồn của alice GABE lệnh cho toàn quân nhanh chóng đuổi theo vu nữ ánh sáng. Berkeley dùng một cái ống nhòm 8 x thời tiền sử để có thể quan sát quân địch. Theo như Alice thì mục tiêu của họ là kéo quân địch đi và làm giảm số lượng của chúng, bởi một nửa quân địch đã thiệt mạng. Chúng chỉ còn lại hắc kỵ sĩ cùng với quyền sĩ. Berkeley không hề cảm thấy người đứng đầu của hắc binh phía bên kia là Viser đâu từ khi diễn ra trận chiến này. Ông đoán có vẻ như anh ta đã chết. Relichi tới báo cáo toàn quân đã sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo và rời đi hai người đứng trên quan sát và theo như Berkeley thì đám quyền sĩ kia rất phiền phức. Chúng sẵn sàng để người khác đả thương bằng tay nhưng nhất quyết không muốn bị chém bởi kiếm. Những người này cường hóa cơ thể tới mức có thể đánh bật mọi lưỡi kiếm trên đời. Đang bàn luận hai người họ giật mình với cô gái Sita. Người này trầm tính tới mức họ không nhận ra. Cô nói mình muốn xuất trận này với đám quyền sĩ. Khi đứng chặn đường của chúng tên cầm đầu hỏi thì cô không nói gì. Hắn cho một cô gái tới giao đấu. Sita rút thanh kiếm mỏng như sợi cước của mình ra đối đầu. Khi đấm vào thanh kiếm tay kẻ đó chia làm hai trong đau đớn. Cô nhớ lại thời gian giáo hoàng đã nói chuyện với Sita bà ta biết cô luôn ở một mình không tiếp xúc với ai, bởi bản thân Sita luôn muốn chén giết vậy nên giáo hoàng đã tạo ra thần khí từ một bông hoa mà cô đã lấy từ lãnh địa Hắc Ám về. Nó đã hấp thụ lượng lớn tài nguyên không gian tạo ra trên chiến trường. Một thanh kiếm có thể chém đứt mọi thứ nó là hiện thân của lời nguyền in hằn trong linh hồn của Sita, thứ này mang tên sát dục được tạo nên bởi các thông số của cô ấy. Mấy người kia trợn hết mắt lên khi thấy cảnh này. Sita lao tới tấn công một cách tàn bạo những tên quyền sĩ kia. Đối với cả Berkeley đã tiếp xúc với cô rất lâu rồi nhưng cũng chẳng thể hiểu trong đầu người này nghĩ gì. Nhóm trinh sát của Relichi muốn đột kích bọn quyền sĩ bằng thánh thuật bởi chúng rất yếu với nó. Phía bên hậu cần tên Po bắt đầu ám sát từng người một để tiến vào bên trong. Kẻ đứng đầu quyền sĩ điên lên khi thấy Sita giết quá nhiều người của mình. Anh ta lao tới đấm một đòn ra lửa tới chỗ của Sita. Cô bất ngờ chặn cú đấm đó bằng tay trái của mình nhưng khi chạm nhau toàn bộ giáp tay đều vỡ vụn sita dùng thanh kiếm chém vào tay tên này nhưng hắn ta không hề làm sao cả và chỉ bị sức một vết nhỏ còn bộ giáp của cô đang nứt vỡ hắn nói cộc nốc với sita thì cô chỉ bảo mình lớn tuổi hơn tên này cho rằng toàn bộ kỵ sĩ trình hợp đều như quái vật không hề bị ra đi và gọi cô là bà nội sita cũng cho phép hắn nói như thế bởi tên này cứng rắn không có chỗ nào để chém khi anh ta nhìn tới những người của mình thì cảm thấy cô đã lương tay với họ thì rất tức giận hắn bắt đầu vào thế rồi lao về phía sita tên này đánh lừa cô và đá vào chân khiến cho lớp bảo vệ vỡ lát sau vụ nổ do cả hai gây ra thì anh ta thấy chân mình chảy máu, Sita thì không còn mảnh giáp nào. Hai người cãi nhau vì mấy cái vớ vẩn nhưng cô cũng không để ý cho lắm. Họ vào thế tấn công rồi lao tới đối phương. Sita cảm thấy vui khi tìm được một đối thủ có thể chịu được lưỡi kiếm của mình. Anh chàng này khi bị áp đảo thì người đồng đội hắn tới giúp đẩy ra, vì đại quân sắp tới đây nên muốn nhanh chóng rời đi. Sita với con rồng của mình bay đi khỏi đây, thì tên kia không chấp nhận điều đó, hắn muốn biết tên của cô để lần khác đấu tiếp. Thằng cha Po đang rình dập con nhà người ta trong tối để ám sát thì liền bị Johnny A phát hiện. Cô đấu không lại thì hét lớn cho quân mình biết nhưng không ngờ được là tên kia đem quân tới đông hơn. Renlichi đang mai phục không biết nên quay về hỗ trợ hay là tiếp tục ở lại đây. Trong lúc không biết tính sao thì Berkeley với Alice quay lại. Ông ra lệnh rút lui khỏi đây và còn bản thân sẽ giữ chân địch ở phía bắc. Alice lo lắng cho thầy của mình nhưng không còn cách nào khác phải chia ra. Bên kia thằng Po đang bắt nạt Johnny A thì một người xuất hiện trên bầu trời và làm cho quân hắc ám gần đó xuống hố hết thằng cha mặt hoa trước khi xuống hố thì đã nhận ra người đó là asuna ánh chớp bên ngoài trước khi asuna đăng nhập vào underworld higa không quên nhắc cô một việc đó là nếu cảm thấy dùng thuật dịch chuyển trời đất đến mức độ đầu hơi đau thì nên dừng lại hai bé kia tưởng asuna chính là thần linh khi đã cứu tất cả bọn họ jonie nói với cô những người có mặt ở đây đều rất cảm ơn kể cả không phải là thần thánh cô muốn hai người cho mình đi gặp kirito nếu như biết cậu ta khi gặp được nhau kirito có vẻ như là nhận ra được asuna rồi rơi lệ Thấy vậy cô ôm chầm lấy cậu ta. Asuna cảm ơn hai bé kia vì đã đưa mình tới đây và giới thiệu bản thân tới từ thế giới bên ngoài. Họ vẫn hiểu lầm cô là thần linh tới từ trên trời xuống đây trợ giúp. Asuna không biết làm sao để có thể giải thích với hai người cho đúng và muốn tới gặp chỉ huy ở đây. Cô vừa ra khỏi cửa thì Alice tấn công bất ngờ. Hai bé kia bảo Alice dừng tay lại vì đó không phải kẻ địch. Asuna nghe thấy cái tên này thì liền nhận ra. Alice hỏi cô tại sao lại tiếp cận với Kirito. Asuna không nói gì thì cuộc chiến giành chồng được diễn ra hai người này không ai chịu nhường và tiếp tục đánh nhau berkeley tới ngăn họ lại alice chạy tới bên nói người này khả năng cao là giám điệp của bên địch ông không cho là như thế bởi khi bản thân vừa cận kề cái chết thì chính cô gái đó đã cứu mạng mình chính mắt ông đã thấy cảnh đó ngay khi đội quân lớn tiến tới và ánh sáng cầu vồng đã chiếu xuống từ bên trên chia cắt mặt đất thành khe nứt rộng 100 trăm mét đến cả lũ quyền sĩ cũng bối rối không dám nhảy qua nó berkeley rất ngạc nhiên khi quân phía bên họ sắp bị quét sạch thì asuna đã giúp Alice nhất quyết không chịu tin và chỉ thẳng mặt của cô, nhưng với vài lời thông não của Berkeley thì Alice cũng chịu thu kiếm lại. Ông chú muốn nhờ hai cô bé mang cho mình ít trà và rượu vào phòng để nói chuyện với Asuna. Alice đính chính lại với cô gái không quen này nếu chưa được mình cho phép thì đừng bước vào bên trong xe ngựa mà Kirito đang ở. Hai người có vẻ rất căng thẳng với nhau. Asuna giới thiệu bản thân và tất cả những thứ liên quan. Có người hỏi cô tới đây để cai trị nơi này hay gì, nhưng với Asuna thì hoàn toàn ngược lại, cô chỉ muốn cứu lấy nơi này khỏi diệt vong. Berkeley cũng hiểu ra vấn đề ở đây sau khi nghe giải thích cũng như lý do chúng muốn bắt lấy Alice, Asuna muốn đưa cô rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Alice không hề chấp nhận điều đó rời bỏ người dân nơi đây mà chạy thì cô không thể làm được. Với tất cả những liên kết này Berkeley đã nhận ra hoàng đế Vector bên kia cũng là người từ bên ngoài vào. Asuna không hề biết về việc những tên kia đã đăng nhập bằng siêu tài khoản của bên lãnh địa hắc ám. Họ nói về việc nếu như cố gắng làm sai với thiên ý thì mắt bên phải sẽ đỏ lên và nếu như cố chấp tiếp tục thì nó sẽ nổ tung. Alice nhớ ra khi trước giáo hoàng từng nhắc tới mã trong mắt của cô là 871. Asuna không hiểu nổi những con số đó là gì, nhưng sau một hồi suy luận rất nhiều thứ thì cũng đoán ra. Kỳ Khư Ca thì cố gắng tạo ra một môi trường để AI vi phạm mục lục cấm kỵ. Nếu cài mã ngăn cản như vậy thì hoàn toàn đi ngược lại với thí nghiệm, phong ấn mắt phải là phương thức phá hoại và nó chỉ có thể được cài từ người cùng nghiên cứu. Cô đoán chắc chắn trong số bọn họ có gián điệp và muốn liên lạc ra bên ngoài, nhưng không có cách nào vì bảng điều khiển ở rất xa. Theo như Berkeley thấy thì cả hai phe đều muốn cướp lấy Alice bằng được và muốn làm gì đó với cô ấy. Asuna hiện tại chưa thể nói sự thật với họ, nhưng cô muốn cho Alice nhìn thấy thế giới thực rồi tự mình quyết định chuyện này. Trước tiên bọn họ muốn kết thúc hoàng đế Vector để người dân không phải sống trong sợ hãi lầm than nữa. Đêm đó Asuna tới phòng của Kirito nhưng đã bị Alice bắt bài chờ ở ngoài cửa. Cô muốn đưa ra một điều kiện với Asuna. Đổi lại việc gặp cậu ta thì phải nói thêm những thông tin liên quan đến Kirito cho mình nghe. Hai người này đang khoe chiến tích của mình đã ở được bao lâu với Kirito thì cô bé Jonie cũng tới góp vui. Bà chị Lina không thể thiếu phần thì cũng đến đây để kiếm ông Kirito này chơi. Berkeley nhớ lại quá khứ trước kia. Ông nói chuyện với giáo hoàng về vấn đề khi ra chiến trường mà cảm thấy cái chết hay chưa. Người này hồi thiếu niên đã có thời điểm đi chiến đấu với bọn quái vật bên lãnh địa hắc ám và cận kề với cái chết đúng một lần. Còn với bà ta thì cái chết lúc nào cũng xuất hiện trong đầu. Khi chưa thể thống trị tất cả toàn bộ thế giới này, Đến hiện tại Berkeley đã hiểu những gì giáo hoàng nói trước đó với mình có ý nghĩa như thế nào. Mấy người Asuna đang ngồi thì nghe thấy tiếng tù và thổi liền chạy ra ngoài ngay. Lúc này những người bên phía quân của lãnh địa Hắc Ám muốn leo dây qua rãnh núi mà Asuna tạo ra, Berkeley thấy đây thực sự là chiến tranh. Một khi không có bên nào bỏ cuộc thì nó mãi mãi không thể chấm dứt được. Thanh niên đứng đầu bên phía quyền sĩ đang muốn nhanh chóng cho người của anh ta đi sang bên kia vực thẳm nhanh nhất có thể. Tên hoàng đế đã ra lệnh cho họ không cần biết hy sinh bao nhiêu người cũng phải băng qua đó bằng được họ khi leo dây qua bên kia thì chết rất nhiều vì phải nơ lửng trên một sợi dây trong khi gió thổi rất to ngay khi vài người qua được thì Berkeley dẫn quân tới giết chết họ và chém đứt dây của những người đang leo qua anh chàng quyền sĩ kia giờ mới cảm nhận đây thật sự là một cuộc chiến tranh khi có quá nhiều người của mình phải chết tên gabe thì cứ ngồi chỉ đạo cho những người đó chết vô ích trong khi ngồi xem tên đeo kính bên ngoài thế giới thực đã hoàn toàn hách được thời gian bên trong underworld bằng với thời gian bên ngoài và những người trên toàn thế giới đã thấy tựa game này trên máy tính của họ khi hắn đã đăng tải đường link đó lên mạng. Yui thấy tình hình không được khả quan thì liền gọi cho Sinong bảo cô ấy tới nơi mà con bé đã gửi địa chỉ. Sư Gu cũng nhanh chóng đi tới nơi Yui đã chỉ bằng taxi. Kỳ Khư Ca nhận được một cuộc gọi tới từ địa điểm nghiên cứu trong đất liền liên lạc. Đó là có hai cô gái tới đây. Khi gà ngay lúc đó kiểm tra trên hệ thống thông tin vừa nhận được thì rất bất ngờ. Khi mà thời gian của Underworld đã hoàn toàn được đồng bộ, hai người Sư Gu với Sinong đi tới phòng có chiếc máy để đăng nhập vào Underworld. Phía bên Klein và những người khác đã cập nhật được tình hình của Kirito hiện tại bởi Yui. Con bé muốn họ cứu cô gái tên Alice kia bởi đó là tất cả thành quả đã được hình thành từ khi mà sao bắt đầu tới giờ. Để có thể chứng minh thế giới ảo không phải một trò chơi, hiện tại một đường liên kết tới Mỹ đã được mở ra và khả năng cao sẽ có tới 10.000 người chơi đăng nhập vào. Khi đã không thể nào nghĩ được cách giúp họ từ bên ngoài thì nhóm Klein cũng đành nhờ Yui tạo ra một đường dẫn để vào được Underworld. Liz cũng cố gắng nhờ những người trong ANO vào chuyển đổi tài khoản để giúp đỡ bọn họ. Sau một hồi lâu với những lời giải thích của cô về vấn đề này, họ không đồng tình khi mà có nguy cơ mất tài khoản nếu như chuyển đổi sang Underworld. Lít hoàn toàn suy sụp vì không được mọi người ở đây chấp nhận. Cô gái này cố gắng mạnh mẽ nói cho họ biết về điều mà chính phủ đã làm với những người từng ở sao và đã bị đối xử như nào trong ngôi trường bản thân đang được học. Việc bị coi không khác gì những tội phạm tiềm ẩn ở trong xã hội khi bước ra ngoài đời. Bên phía Underworld, những người chơi của Mỹ đã đăng nhập vào đến đây với rất nhiều người. Mấy tên này vừa vào đã không biết gì ngoài việc đổ sát tất cả. Asuna thấy thế thì dùng thánh thuật tạo ra một bức tường ngăn cản những người đó. Cô sau khi dùng quá nhiều sức mạnh thì đã không thể đứng vững nhưng vẫn muốn tiếp tục. Alice đã ngăn lại bởi hành động liều lĩnh đó. Berkeley cũng đồng tình với ý kiến này, ông tung hô với toàn quân lập đội hình chuẩn bị chiến đấu. Những người chơi từ phía bên ngoài vẫn cố chấp tất cả để có thể qua được bức tường kia. Anh chàng đứng đầu quyền sĩ không thể chấp nhận được việc người của mình chết quá nhiều vì cuộc chiến này. Khi anh nhìn thấy hoàng đế Vector cưỡi rồng bay qua thì không thể nào chấp nhận được sự hận thù với hắn ta mắt người này xuất hiện mã cốt ngăn cản nhưng anh ta tự tay phá hủy nó đi. Người này nói với những đồng đội của mình, hoàng đế không hề có một mệnh lệnh gì về những tên giáp đỏ kia nên giết toàn bộ những tên đó để cứu người bên kia vực thẳm. Anh ta vận công rồi lấy đà để nhảy qua khe núi đó. Với sự giúp đỡ từ người đồng đội thì cũng đã sang được. Asuna cùng với những người bên cô không thể nào chống lại số lượng quân đông tới như vậy. Asuna rất tức giận khi thấy cảnh họ bị giết và hét lớn chạy tới chỗ những tên giáp đỏ. Mới chỉ sơ ý có chút thì đã mất đi cánh tay của mình. Anh chàng quyền sĩ đi ngang qua đây thì đã giúp cô giết mấy tên quanh đó. Người này muốn lập một giao kèo với Asuna đó là tạo ra một cây cầu. Để giúp những người còn lại của họ có thể qua bên này. Nếu thành công thì sẽ hỗ trợ cô giết hết những tên giáp đỏ. Ngay khi cảm thấy người này không hề nói dối thì đã tạo ra những con đường đi qua khai núi. Alice không kiềm chế được cảm xúc khi những tên giáp đỏ giết người thì bắt đầu cường hóa vũ khí. Ngay lúc này tên GABE cưỡi rồng bay tới và tạo ra một nàn khói đen khiến cô ngất rồi bắt đi. Berkley muốn đi theo để cứu Alice nhưng tình hình ở đây không ổn cho lắm. Chi ở ngay đấy liền hỗ trợ cho ông để có thể đuổi theo tên GABE kia. Những quyền sĩ rất hăng say giết mấy tên giáp đỏ. Trong khi đó Asuna đang chữa thương thì nhận được thông báo Alice đã bị bắt đi bởi hoàng đế hắc ám. Anh chàng quyền sĩ hỏi cô lý do mà tên đó muốn vu nữ ánh sáng tới vậy và vì mục đích gì. Sau khi nghe giải thích của Asuna về việc hắn ta sẽ phá hủy thế giới này khi có trong tay Alice, anh chàng khi đã biết vấn đề hiện tại thì muốn bắt tay với nhân giới để ngăn mấy tên giáp đỏ còn Asuna cùng với những người khác đuổi theo tên GABE để ngăn hắn lại. Anh ra lệnh cho toàn quân của quyền sĩ tạo ra một con đường để cho cô đi qua. Ở thế giới thực tên mặt hoa cũng tỉnh lại sau khi hắn bị giết bởi Asuna trong Underworld. Hắn lắm tình hình từ tên đeo kính đội trưởng của chúng đã bắt được Alice và tiến về phía bắc nơi thánh địa có thể đang xuất khỏi đó. Nhưng vấn đề của chúng hiện tại chính là đội quân của nhân giới đang đuổi theo sau. Tên đeo kính này đã chuẩn bị một phương án dự phòng bằng những người chơi đang chờ đăng nhập vào Underworld lần 2 hắn sẽ thả những người đó chặn đầu đội quân nhân giới đang đuổi theo chỉ huy của chúng và đội thứ hai này còn đông gấp mấy lần nhóm người vào lượt đầu tiên làm nhảm một hồi tên mặt hoa này nhớ ra trước khi rời khỏi underworld thì đã nhìn thấy asuna trong đó hắn muốn vào lại một lần nữa vì để chiến đấu với ánh chớp của sao ngày trước asuna đi ngay phía bên dưới tên hoàng đế thì bị chặn lại bởi đám người chơi mới vào kia ngay lúc này một người xuất hiện từ trên bầu trời bắn dụng một phần đội quân đó Xin ông sau khi hạ xuống đất Asuna đã rất xúc động vì người bạn của mình tới cứu. Khi hai người nói chuyện một hồi thì muốn vào gặp Kirito. Tới bên trong và nhìn thấy người đó không hề có ý thức gì thì Sinon đã rơi lệ rồi ôm lấy cậu ta. Sinon tin chắc Kirito sẽ sớm tỉnh lại để có thể giúp được họ trong cuộc chiến này. Cô muốn bay đi để do thám tình hình hiện tại ở đây như thế nào. Nghe thấy Sinon nói có thể bay được thì Asuna muốn nhờ cô đuổi theo tên GABE để cứu lấy Alice. Anh chàng lợn này đang chán đời khi vợ với người trong tộc của mình hy sinh quá nhiều. Đúng lúc này Sugu rơi từ đâu xuống đây cô không thể điều khiển được mấy cái trang bị mới này vì chưa quen chú heo con kia thấy người thì liền che mặt lại vì ngại sư gu đứng dậy chào tên đó hắn bắt đầu sợ hãi khi mà sư gu bắt chuyện với mình cô muốn bắt tay với tên này để làm quen nhưng hắn không chấp nhận chú heo con muốn bắt sư gu về cho hoàng đế để được nhận thưởng nghe thấy hắn nhắc tới gabe thì cô liền đồng ý để hắn ta bắt và gặp tên đó chú heo con không biết cô gái này nghĩ gì thì liền chói tay lại và dẫn đi ngay lúc này mụ ra tóc bạc khi trước vẫn còn sống chui từ đâu ra túm tóc sư gu bà ta nói chú heo con làm rất tốt khi bắt được người có sức mạnh hoàn hảo thế này mụ già rút lớp giáp trước véo của sư gu ra rồi bắt đầu lấy mấy cái vòi hút sinh lực từ cô ấy hai tên này cãi nhau về vấn đề con mồi của ai nhưng chú heo con thấp bé nhẹ cân không làm được gì dưới chân của sư gu biến ra một đám hoa khi bị bà già này hút sinh lực heo con thấy thế thì bảo mụ kia dừng tay lại nhưng bà ta không chấp nhận việc một sinh vật thấp hèn ra lệnh người này ra một điều kiện đó là tự bản thân anh ta lột hết đồ thì sẽ suy nghĩ lại mới cởi được cái áo thì chú heo con không chấp nhận được sự xúc phạm này anh rút kiếm ra trong khi mắt trái thì nổ tung rồi tiến lại chém vào chân bà ta người phụ nữ này tức giận liền ném sư gu ra chỗ khác để xử heo con mụ dẫm lên đầu anh và nói mấy câu xúc phạm bất ngờ tay bà ta bay hết rồi rụng xuống đất sau khi quay lại thì thấy sư gu đã chém mình cô nói với người này mấy câu chào tạm biệt thì cũng ra đòn kết liễu bên phía asuna những tên giáp đỏ tấn công tới chỗ họ tất cả mọi người sau khi nghe lệnh thì liền tiến về phía quân địch trong khi cô đang mải mê chiến đấu thì tên mặt hoa đã đăng nhập lại và đang quan sát Asuna từ trên cao. Berkeley cảm thấy không thể đuổi kịp được tên hoàng đế này thì quyết định rút kiếm ra tấn công làm hắn chậm lại. Ông cường hóa vũ khí của mình làm cho thời gian chậm lại và chém chết thú cưỡi của hắn ta. Trước khi rời khỏi lưng rồng Berkeley không quên nhắc nhở chúng nếu như bản thân thất bại thì hãy quay về phía bắc để hội quân. Ông dùng lăng ba vi bộ đã thất truyền của đoàn dự để chạy trên đầu GABE trong khi quan sát hắn. Tên đó dường như rất tự tin trước sự áp sát của Berkeley với một nụ cười nham hiểm. Ông dùng thời không kiếm chém về phía tên này nhưng hắn dễ dàng tránh được. Khi đã tiếp cận và có cơ hội thì liền chém ra một lưỡi kiếm thời gian nhưng hắn đỡ nó bằng tay không một cách đơn giản. GABE vừa rút kiếm ra ông liền lao tới phía hắn để tấn công, hai người có vẻ như ngang sức với nhau. GABE dùng tới thanh kiếm của mình hút lấy tâm ý của Berkeley, trong khi đang mất tập trung hắn nhân cơ hội làm ông bị thương. GABE tiếp tục dùng tới thứ sức mạnh này lên Berkeley từ xa sau đó tiếp cận lấy đi một cánh tay. Ông không biết làm cách nào để chống lại sức mạnh làm mất đi ý thức của người khác từ tên GABE, lúc này ông nhớ tới lời nói khi ai đó cảm nhận được cái chết của giáo hoàng trước kia. Berkeley tự thấy bản thân sắp bỏ mạng lại nơi đây và cũng chưa thể trao cho Alice tình thương như một người cha đối với cô ấy. Thế nhưng ông biết được một điều đó là bản thân mình đã coi Alice là con gái từ khi mới gặp và phận làm cha mẹ thì có thể hy sinh tất cả cho cô. Đến thời điểm hiện tại Asuna đã không thể đứng vững được trước mấy tên giáp đỏ này, nhưng cô vẫn gắng gượng một tia sáng xuất hiện trên bầu trời và chiếu xuống bóng lưng của Glenn thấp thoáng tạo ra một kiếm kỹ thổi bay mấy tên đứng gần cô những người khác cũng đã vào tới đây để giúp cho Asuna và bắt đầu lao lên tấn công mấy tên giáp đỏ kia khi cô biết đó là sự giúp đỡ từ Yui thì rất hạnh phúc Relichi cảm ơn những người đến từ thế giới bên ngoài đã giúp họ chống lại đội quân của hoàng đế Vector Asuna đề ra chiến thuật cho bọn họ còn bản thân thì đi tới tiền tuyến để chiến đấu phía bên ngoài kỳ khư ca cùng với mọi người đều rất mệt mỏi sau mấy ngày bị đột kích Higa vừa kịp giúp cho những người từ ano vào để giúp đỡ thì cũng yên tâm anh cũng không thể ngờ được đó là mấy tên kia lại có thể đưa người chơi ở bên mỹ đăng nhập được vào underworld và còn chưa kể tới là nhờ sự phát hiện của một ai từ điện thoại của asuna phát hiện ra anh tự trách bản thân đã không làm tốt nhiệm vụ của mình Higa nhìn vào biểu đồ sóng não của Kirito và phát hiện ra nó có hai lần phản ứng anh mở lên cho Rinko nhìn nó thì thấy ý thức bị mất của cậu ấy vừa hoạt động lại trong phút chốc tiến sĩ phát hiện ra thời gian đó là khi hai người quen của Kirito đang nhập vào Underworld, khi gà mải suy nghĩ tới mức Rinko đã gọi rất to mà anh ta cũng không nhận ra được. Họ bàn luận một hồi thì nghĩ ra một phương án có thể khôi phục lại não bộ cho cậu ta, đó là bằng trí nhớ từ người thân và bạn bè của Kirito. Nhưng xuất dữ liệu đó ra thì cần có người dùng tới thiết bị như cậu ta đang sử dụng đó là STN và ít nhất là ba người thì mới đủ thông tin. Kỳ khư ca nhớ ra là ba cô gái đang nhập vào trong đó đều là người từng quen biết với Kirito trong đó có cả em gái cậu ta, Higa vui mừng vì đã có cách để giúp Kirito hồi phục lại não bộ. Thế nhưng anh ta cũng nhận ra một điều đó là muốn làm được việc này thì cần phải ở phòng điều khiển chính. Kikuka khi nghe tới việc đã có cách cứu được Kirito thì muốn tới khi mà mọi chuyện ở đây ổn thỏa hết mới thực hiện. Higa thì lại không nghĩ như thế bởi chỉ một lúc nữa là quân đội sẽ tấn công vào trong đây để giúp bọn họ. Nếu như trường hợp này xảy ra, nguồn điện dự phòng mà họ đang dùng sẽ bị ngắt đi và Kirito buộc phải đăng xuất khỏi Underworld trong khi vẫn đang bất tỉnh. Higa sợ sẽ không thể đăng nhập vào lại chiếc máy đó với tình trạng bất tỉnh của cậu ta dù gì hai người kia vẫn đang trong underworld nên chữa trị ngay là cách tốt nhất anh muốn bản thân đi tới một nơi có thể làm việc này ngoài phòng điều khiển chính ra đó là ống dẫn cáp ở đuôi trục chính bên trong đấy sẽ có connector dùng để bảo trì Higa có thể sử dụng tới thứ này và kết nối với bộ máy mà Kirito đang dùng kỳ khư ca sợ anh ta có thể gặp nguy hiểm khi đang thực hiện vì ở đấy rất dễ bị tấn công Higa muốn dùng tới con robot kia để dụ những tên đột nhập trong khi đó anh thực hiện việc tải bộ nhớ lại cho Kirito. Một người gầy nhom tên Ianai muốn đi cùng với Higa tới đó vì một mình anh ta quá nguy hiểm. Quay lại với trận chiến của Berkeley với GABE. Hai người liên tục tạo ra những đòn đánh về phía đối phương. Nhưng ông không thể đánh lại tên GABE và bị hắn ta đánh ngã. Họ muốn nhanh chóng kết thúc việc này nhưng Berkeley không còn được tỉnh táo và bị hắn từ đằng sau ra một đòn đánh bay. Khi GABE đứng trước mặt của ông và chấm dứt trận đấu này thì chú rồng của Berkeley tới tấn công tên này. Nhưng nó chỉ tạo ra cơ hội cho ông để thực hiện tuyệt kỹ của mình, đó là chém bay quá khứ của GABE khiến hắn bốc hơi ngay lập tức. Alice cảm nhận được hơi ấm từ người đã chỉ dạy cho cô và tỉnh lại. Cô nhớ ra là bản thân bị hoàng đế bắt đi và trước mặt là Berkeley đã không còn hơi thở vì chiến đấu với tên GABE. Linh hồn của ông nhìn Alice từ trên cao và nói lời chào cuối cùng với người mà bản thân coi như con gái của mình. Chú rồng cùng với giáo hoàng cùng hội ngộ với Berkeley để rời khỏi nơi này. Và còn điều cuối cùng ông hối hận đó là không thể gặp lại Fan Atio với đứa con chưa chào đời của hai người. Tại thế giới thực tên thủ lĩnh GABE cũng đã tỉnh lại. Hắn ta muốn đăng nhập vào lần nữa để có thể bắt được Alice. Xin ông bay tới nơi Berkeley chiến đấu thì đã muộn. Cô nói với Alice tình hình trận chiến và muốn ngay lập tức tới tế đàn tận cùng phía nam, và hoàng đế Vector mà họ vừa đánh bại có khả năng rất cao sẽ quay lại nơi này. Alice khóc cho cái chết của Berkeley vô nghĩa khi không thể giết được tên đó hoàn toàn xin ông nói với cô rất nhiều điều để khuyên nhủ cho lỗi buồn khi mất đi một người thân quan trọng alice đến phút cuối vẫn không thể nào quên đi được người chú cũng như cha của mình nhưng quyết đứng lên để có thể đi tới tế đàn cô cùng với hai con rồng lập tức bay tới đó bên phía trận chiến những quyền sĩ đã không còn sức lực để chiến đấu thêm sita dù đã rất mệt mỏi nhưng vẫn chiến đấu khi nhớ lại những lời nói từ giáo hoàng cùng với người mà bản thân cô muốn đánh nhau nhất từ trước tới giờ thanh kiếm của cô không thể chịu được thêm vì trận chiến diễn ra quá dài rồi tan biến Hai người họ ăn ủi lấy nhau trong khi đã không còn thứ gì để mất. Những tên giáp đỏ thì còn quá nhiều ngoài kia. Asuna với Glenn cảm thấy như mọi chuyện có vẻ như sắp chấm dứt. Khi những đồng đội rất cố gắng giết những người chơi phía bên server Mỹ, họ đứng dậy để đi làm hiệp tiếp theo. Lúc này Asuna nhìn thấy một tên rất quen đang đứng trên cao quan sát. Glenn nhận ra người này chính là thủ lĩnh của Gullit Law in Coffin ở trong sao và tên hắn ta là Bo. Phía bên server Mỹ không có ai đăng nhập vào nữa mà lần này là người chơi từ Trung Quốc với Hàn Quốc. Thế giới thực một quán net nào đó tại hàn quốc anh chàng tóc xanh này sắp nhập ngũ và muốn chơi một thứ game gì để giải trí cho đỡ buồn thì thấy một video bên trong underworld người bạn gái của anh ta gọi tới hỏi về vấn đề của video đó hai người cảm thấy những game thủ của nhật bản như đang bị chèn ép thì đúng hơn với những lời cáo buộc họ là hacker anh chàng này liền tải về và muốn vào bên trong xem thử như nào xin ông gặp lại tên gabe trong underworld thì liền nhận ra nhân vật này đã từng giết cô trong game bắn súng trước kia khi gà bên thế giới thực đang đi dần xuống dưới tầng hầm để chữa cho Kirito. Tên tóc vàng thấy chuông cảnh báo kêu thì bất ngờ vì vách ngăn hai bên đã mở liền chạy ngay tới đó. Tên Po đang cố gắng nói với những người vừa đăng nhập vào trong Underworld. Những kẻ bên phía Nhật Bản đều là hacker phá game. Hắn muốn những người ở đây tiêu diệt hết tất cả bọn họ. Những người này bắt đầu lao nên tấn công sau khi nghe lời tên kia nói. Nhóm người Asuna cố gắng chống lại chúng nhưng vì phe kia quá đông họ chẳng thể làm được gì. Tên Po đứng một bên cười trong sung sướng khi nhìn thấy Asuna lâm vào tình cảnh như vậy. Higa đã kết nối thành công vào cỗ máy của Kirito trong khi đang vui mừng thì ông anh đi bên cạnh chĩa súng vào người Higa tên Ianai này chính là người phản bội đã cài phần mềm ngăn chặn vào trong underworld hắn ta từng là cấp dưới của tên Sugo trong cuộc thí nghiệm về con người ở phần đầu tiên nhưng hắn đã gán tội của mình cho người khác và trốn được hiện tại thì trà trộn vào đây với danh nghĩa là một nhà nghiên cứu trong khi là người đưa tin cho cục tình báo mỹ Higa cố ý làm rơi chiếc máy tính của mình để Rinko ở phía trên biết thì liền bị tên Ianai bắn Phía bên Sinong hiện tại đang gặp bất lợi bởi tên GABE. Cả hai đều đã nhận ra nhau vì từng gặp trong game bắn súng, hắn tạo ra một đám khói đen và kéo Sinong lại sau đó thôi minh cô ấy. Khi tên này muốn hút lấy linh hồn của Sinong thì chiếc vòng cổ mà cô đeo tóe lên một nguồn điện ngăn hắn lại. Khi đã tỉnh táo lại, Sinong tự tin triệu hồi ra khẩu súng của mình và bắn vào tay hắn ta. Tên này không hề làm sao mà hồi phục ngay lập tức. GABE cũng biến ra một khẩu súng chĩa về phía cô, phía bên Asuna rất nhiều người đã không thể chống lại quân địch vì chúng quá đông. Cô gái Yuna này muốn đồng đội tạo ra một điểm phá vòng vây để có thể giải thích với những người chơi ở nước khác. Sau một hồi nói với người này họ đang bị lừa với thông tin giả. Nghe thấy thế anh chàng tóc xanh này giới thiệu bản thân tên Mofa và muốn nghe lại câu chuyện của Yuna. Bạn của anh ta cũng không tin việc đó và tới hỏi bằng chứng. Tên Po thấy thế thì lại bắt đầu tiêm những điều sai lệch sự thật cho người chơi ở đây. Họ liền chõ mồm vào phản đối Yuna và tấn công cô ấy. Phía bắc của lãnh địa hắc ám hai người Sita đang bị bao vây bởi rất nhiều kẻ từ bên ngoài ngay thời khắc quan trọng thì sư đến và dẫn theo một đội quân lợn tại thế giới thực giờ này kỳ khư ca đang gấp gáp không biết tiến trình của hy gà tới đâu hai người quan sát bên trong underworld không được ổn cho lắm rinko nhận thấy có một dòng cốt rất lạ có số hiệu 871. kỳ khư ca nghe thấy thì cảm giác như bản thân đã nhìn qua ở đâu đó anh nhận ra đó là số trên chiếc áo mà người vừa đi cùng với hy gà xuống tầng hầm phía bên dưới hầm tên ianai đã bắn một nhát vào vai của hy gà hắn ta cũng chỉ vì alice mà làm tới mức này nhưng không hề muốn ai chết khi gà hỏi người này nếu đã không muốn giết ai thì tại sao lại ngăn cản anh cứu Kirito? Ianai muốn cậu ta chết bởi vì đã giết admin chân quý của hắn trong Underworld đó là giáo hoàng của Aseong. Ianai đã hứa với cô ta sẽ tìm mọi cách để có thể đạt được quyền cai trị tuyệt đối toàn thế giới Underworld. Tên này đã hợp tác với giáo hoàng để ngăn mọi kế hoạch của kỳ khư ca. Trong việc thành công tạo ra trí tuệ nhân tạo mà anh ta muốn, Asuna giờ này đã suy sụp hoàn toàn khi mà đã có quá nhiều người phải nằm xuống trong trận chiến này. Những ai còn sống thì cũng không còn lành nặn. Tên Po muốn cô bỏ vũ khí xuống và đầu hàng thì sẽ tha cho tất cả những người ở đây. Lina không chấp nhận điều kiện hắn đưa ra. Asuna van cô ấy chấp nhận nó vì bản thân không hề muốn nhìn thấy ai phải chết. Khi họ buông bỏ vũ khí thì tên Po cũng bỏ chiếc mũ trùm đầu ra. Hắn gặp lại người quen trong sao thì rất vui mừng. Tên này cũng chính là người đã bám đứng đồng đội của hắn ta khi ở trong sao trước kia. Po muốn họ ở trong đó tự giết nhau và đứng ngoài quan sát. Tên này muốn gặp Kirito để nhìn lại người trước kia từng làm hắn luôn phấn khích mỗi khi nhìn thấy. Po tới bắt chuyện với cậu nhưng không hề thấy có phản hồi gì thì điên lên đá chiếc xe năn của Kirito đang ngồi. Hắn ta tới lấy thanh kiếm của Elzo. Cậu liền phản ứng lại nhưng hắn trêu gẹo rồi ném nó đi. Po kéo Kirito dậy và vả cho tỉnh ngủ nhưng bất thành. Việc này khiến cho Glenn rất tức giận. Anh mới chỉ đứng dậy thì liền bị một tên lính xiên. Po giờ con dao thái thịt lợn lên định kết thúc việc nhảm nhí này thì một bóng người chạy tới cứu. Đó là anh chàng EG người từng ở trong huyết kỵ sĩ đoàn của sao trước kia. Khi hai người vào tấn công thì anh cũng không chịu được mấy chiêu thì liền nằm ra đất. Po một lần nữa tạo ra sức mạnh hắc ám tẩy não những người chơi kia họ ngập tràn sắc khí và tiến lại gần hơn ngay lúc này yuna bay tới phía iji cô bắt đầu cất tiếng hát nên và búp thêm sức mạnh cho anh ta iji tiếp tục lao về phía tên Po để chiến đấu với giọng hát của iana những người chơi kia đã được thông não và khẳng định đây thật sự là server nhật bản sau một hồi trao đổi chiêu thức tên Po không hề nhận ra được iji là ai anh ta tự giới thiệu lại bản thân mình từng là người trong huyết kỵ sĩ đoàn trước kia hai người tiếp tục trận đấu nhưng chưa thể phân được thắng thua Tên Po cũng bắt đầu toát mồ hôi khi đấu với anh. Cả hai lao vào nhau với đòn quyết định kết quả không lạc quan cho lắm khi mà EG mất đi hai cánh tay của mình. Po nhớ lại quá khứ trước kia của hắn, khi bị chính mẹ ruột ghét bỏ còn bố đẻ biệt tích bao năm cũng trở về. Nhưng hắn không hề muốn như thế. Người đàn ông đó tìm lại Po cũng chỉ vì muốn cậu hiến thận để cứu người anh cùng cha khác mẹ của mình. Cha của hắn ra một điều kiện đó là nếu Po không chấp nhận việc đó thì sẽ ngừng chu cấp tiền cho hai mẹ con tên này. Đến cuối cùng cũng đành chấp nhận và đi phẫu thuật hiến nó cho anh trai nhưng ông già người Nhật Bản không hề quan tâm gì tới tình trạng của Bo từ đó mà anh ta căm ghét người Nhật tới tận xương tủy khi nghe được tin về sao trên TV thì hắn quyết định đi ăn trộm Naverga trong khi biết nếu đăng nhập vào thì không thể thoát ra đó cũng là thời điểm Ác Ma mang tên Bo ra đời Ig khi mất đi hai cánh tay không hề sợ hãi mà lao tới cắn vào cổ của Bo anh nhận ngay một đòn chí mạng vào lưng thì liền đăng xuất cùng với Iona. những người chơi nước ngoài lúc này nhận ra hình được in trên tay của tên Bo chính là dấu hiệu của Gulit Lo in Coffin trong sao đến khi họ nhận ra thì cũng đã quá muộn hắn tỏa ra một luồng sắc khí nhập vào tất cả những người giáp đỏ khiến họ tự chém giết lẫn nhau bên phía xin lúc này cô đã mất một chân với tên gabe bởi khẩu súng của hắn hai người đọ đạn với nhau nhưng khẩu súng của xin ít đạn hơn tên kia hắn bắn viên cuối vào chân còn lại của cô khiến nó rơi xuống Chỗ bên Sư Gu cũng không còn lại sức lực để đánh trả và rồi làm rơi mất một cánh tay bởi mấy thằng áo đỏ. Sư Gu nhặt nó lên và gắn lại vào cơ thể bởi tài khoản mà cô chọn chính là thần chữa lành dù cho vết thương có như nào thì vẫn có thể hồi phục lại. Với quyết tâm muốn cứu lấy anh trai mình Sư Gu tấn công một lần nữa về phía những tên kia, ngay sau đòn đó cơ thể của cô không chịu được và nôn ra máu. Lập tức một ngọn giáo phi tới cắm vào mắt của Sư Gu, cô nhổ nó ra trong đau đớn và hồi phục lại rồi tiếp tục lao lên. Phía Sinong khi đã rơi xuống và nhận thêm một viên đạn bắn vào ngực, một lần nữa chiếc vòng cổ lại bảo vệ cô. Dù không còn đạn nhưng liềm tin thì còn xin ông bắn một viên đạn hơi về phía tên GABE nhưng chỉ làm hắn bị thương một bên người. Tên này không quan tâm tới nữa và cứ thế bỏ đi khỏi đó. Phía bên ngoài thế giới thực, Rinco từ bên trên ném xuống một cái mỏ lết khiến cho Ianai giật mình và trượt chân ngã xuống bên dưới. Hai người xác nhận với nhau đều ổn thì Rinco liền quay lại bên trong. Higa nhanh chóng kết nối ký ức của ba người thân cận với Kirito để giúp cậu ta hồi phục lại. Anh vì vết thương nên cũng không còn tỉnh táo được lắm. Thiết bị bắt đầu chuyển ký ức của ba người kia tới cho Kirito trong chiếc máy lưu trữ bộ nhớ. Bên trong Underworld, cậu dần có phản ứng lại với những hình ảnh của quá khứ. Bản thân Kirito hiện giờ đang ở trong thế giới tâm trí của mình và cậu cảm giác như cần làm gì đó ngay lúc này nhưng không biết là việc gì. Kirito đi qua một đoạn đường thì nhìn thấy Sachi trong con hẻm nhỏ. Cậu nhớ lại khoảng thời gian cùng với nhóm này đi vào một mê cung ẩn. Còn họ thì bị giết hết ngay trước mặt, đến người cuối cùng cũng đã tự sát trước mặt của Kirito. Cậu không muốn nhớ lại ký ức mà đã giết những người trong sao rất nhiều thứ hiện ra trong đầu Kirito nhưng khi nhớ tới Elzo bản thân cậu chỉ muốn chết đi vì nó quá đau buồn. Khi cố giết chết chính mình thì giọng nói cùng với hình ảnh của những người thân nhất hiện lên. Phía Higa anh cảm thấy vẫn chưa thể đủ dung lượng truyền tải vào trong não của Kirito. Ngay lúc anh tuyệt vọng thì có một chương trình tự kết nối vào trong não của cậu ta. Elzo hiện ra và nói chuyện động viên Kirito đứng lên để bước đi một lần nữa, bên trong Underworld. Tenpo không thấy Kirito tỉnh lại thì hắn dùng tới những người xung quanh và giết họ trước mặt cậu ta, Asuna không thể đứng lên được thì Yuki hiện ra và nói với Asuna có thể vực dậy để bảo vệ những người mình trân trọng yêu thương. Với niềm tin cô lao về phía tên Po, trong khi làm mặt đất dưới chân hắn biến dạng để tránh đòn từ tên này. Hai người chạm kiếm vào với nhau thì tên Po nói với cô tất cả mọi việc làm từ trước tới giờ đều là vì muốn đấu với Kirito. Hắn muốn đánh thức cậu ta dậy để thực hiện niềm vui khi hành hạ Kirito. Thanh đao của tên này khi chém quái vật thì chỉ số đều hạ xuống nhưng đối với con người sức mạnh của nó không ngừng tăng lên và khi ở đây thì thứ này đang hấp thụ tất cả năng lượng từ những người đã chết. Asuna không thể tin vào mắt mình với cái thể loại điên rồ này. Khi sắp không thể chống đỡ lại được Po với thần khí thái thịt của hắn ta, Iuki một lần nữa hiện lên và tiếp cho Asuna sức mạnh. Cô mọc ra đôi cánh cùng với tiếng hò reo ủng hộ của những người đứng xem. Asuna đẩy tên này ra xa và dùng tới kỹ năng đã học được từ Iuki đâm Po không trượt phát nào. Rất nhiều đường kiếm xiên vào hắn và cuối cùng là một nhát thủng ruột của Po làm cho hắn bay ra xa đôi cánh từ sức mạnh của Yuki kỳ cũng biến mất ngay lập tức với lời cảm ơn từ Asuna tới cô ấy. Thanh kiếm của Po khiến hắn ta không chết mà đứng lên tiếp tục nói phép với những người chơi kia. Họ trở nên điên hơn lúc trước. Khi những kẻ này chạy về phía mấy người trước mặt để tấn công thì đẩy ngã Asuna. Cô nhìn về phía Kirito đang nằm và với tay tới phía cậu ta. Khi mấy tên áo đỏ đang điên loạn tấn công những người khác thì có một thằng dẫm lên tay của Asuna và dương kiếm về phía cô. Trong khi nhắm mắt chịu trận thì Asuna ngửi thấy một mùi hoa hồng quanh đây với hơi lạnh po cũng nhận ra và quay ngay về phía kirito đang nằm cậu cường hóa vũ khí khiến toàn bộ đội quân áo đỏ đóng băng với tên cầm đầu những người kia rất bất ngờ không biết đó là kỹ thuật gì mà lợi hại tới vậy po ngay sau đó thoát ra khỏi lớp băng và lao về phía asuna lina thấy thế thì đứng ra chặn hắn lại nhưng bị đánh bay chỉ với một đòn khi tên này chém asuna thì một lá chắn màu vàng bao quanh mấy người trong đó kirito lúc này đứng dậy đi tới chỗ lưỡi kiếm của po và đặt cánh tay vào đó rồi thổi bay tên kia Mọi người đều vui mừng vì cậu ta đã trở lại trong khi mà họ cần nhất. Kirito giơ tay ra điều khiển thanh kiếm đen về phía mình, Po hiện tại rất phấn khích khi mà người hắn chờ đợi đã quay lại. Hai người lao vào nhau và tung ra những đường kiếm về phía đối phương. Kirito có vẻ yếu thế hơn khi bị Po đẩy lùi, hắn lao tới và chém ra một nhát khá mạnh đến mức cậu phải chùn chân chống đỡ lại. Tên này nói Kirito nên vứt thanh kiếm bên tay kia đi và đấu nghiêm túc với hắn ta. Với những lời khiêu khích từ Po, Tên đó muốn Kirito giết hết mấy người chơi bị đóng băng kia đi vì họ đã sát hại rất nhiều bạn bè của cậu. Khi thanh kiếm của Po chạm tới cổ của Kirito thì một bóng người quen thuộc xuất hiện. Elzo tới bên cạnh nói với người bạn thân của mình tiến lên phía trước khiến cậu rớt nước mắt. Họ đứng lên để lùi Po ra đằng sau và giải phóng ký ức của Bích Hồng Kiếm. Những nhành hoa hồng quấn lấy toàn bộ số người bị đóng băng lại. Khi nó vừa nở thì những người chơi đó đều được đăng xuất ra khỏi Underworld. Po tính hấp thu tất cả những tài nguyên khi biến mất của mấy người kia nhưng không được kirito dùng thanh kiếm còn lại và giải phóng ký ức cho nó và hút tất cả tài nguyên lại thanh kiếm đó của cậu ta được làm từ ma thụ nằm ở viễn bắc của nhân giới chính vì vậy nó có thể hấp thu được thánh lực ở xung quanh đây kirito biến bộ đồ trở lại thành hắc kỵ sĩ và hai chiếc vỏ kiếm cũng bay về phía sau lưng cậu ta po rất phấn khích khi người hắn muốn đấu nhất đã quay trở lại như trước kia họ tạo ra hai luồng sức mạnh va chạm với nhau và ngay lập tức lao về phía đối phương kirito tạo ra mấy nguyên tố bắn về phía po làm hắn không có tầm nhìn và tấn công từ sau tên này rất tỉnh nên đã dễ dàng đánh trả khiến cậu ta bay ra xa hắn tạo ra ba phân thân rồi tấn công kirito từ mọi hướng cậu không hề chịu thua và vung kiến đâm vào thanh đao thái thịt của po làm cho nó vỡ tan hắn sau khi nhận được một nhát đâm chọc trời từ kirito thì bụng có nguyên một lỗ to po nói điều cuối trước khi ra đi hắn sẽ không tha cho kirito dù là ở thế giới thật hay ảo đi chăng nữa và cậu hãy đón nhận điều đó kirito truyền ký ức của thanh kiếm vào trong cơ thể tên này khiến cho hắn ta không thể đăng xuất khỏi đây được nữa Po hóa thành một cái cây già nua xấu xí nhìn rất ghê tởm. Kirito truyền sinh lực từ thanh kiếm để chữa trị cho những người bị thương ở nơi này. Ken tiến lại chúc mừng cậu ta vì đã quay lại đây với bọn họ trong sự xúc động. Những người khác cũng không kiềm được cảm xúc của mình. Toàn bộ binh sĩ của nhân giới có mặt tại đây đều quỳ gối nói lời cảm ơn tới Kirito. Cậu cũng cúi đầu đáp trả họ bằng cả tấm lòng. Hai người Kirito với Asuna bắt đầu bay về phía nam nơi Alice cùng với tên GABE đang ở đó tên đeo kính bên ngoài thế giới thật đang bực mình với thằng đầu đất bo khi không thể giữ chân được nhóm người Kirito. Hắn ta muốn gia tốc lại thời gian bên trong Underworld để cho thủ lĩnh của mình có nhiều thời gian hơn khi bắt Alice, nhưng muốn dùng tới cần gạt để điều chỉnh thì phải có chìa khóa. Bên phía Higa khi vừa mới tỉnh lại thì liền hỏi tình hình của Kirito sao rồi, nghe thấy cậu ta đã ổn thì anh liền yên tâm. Trong khi họ đang nói chuyện thì tiếng chuông thông báo giới hạn mức gia tốc thời gian an toàn đã bị gỡ bỏ, trong vòng 15 phút nữa sẽ đạt tới mức tối đa và có ai đang ở bên trong Underworld thì lập tức thoát ra ngay khỏi đó. Theo như gà nếu hai người kia không nhanh chóng thoát ra thì có thể sẽ bị quá tải bộ nhớ bên trong não bộ của họ. Anh muốn Kỳ liên lạc với Kirito ở phía bên trong, vì trước đó đã cài một kênh liên lạc với cậu ta. Kỳ Ca lập tức gọi cho Kirito ở phía bên trong Underworld. Anh muốn cậu ta đi ngay tới tế đàn và rời khỏi đó. Theo như họ tính toán dù có ngắt thiết bị nhanh tới mức nào thì bên trong đó cũng sẽ trải qua 200 năm. Chỉ còn lại 10 phút cho hai người thoát ra và nếu như bị kẹt lại thì bộ não của họ không đủ để chứa ký ức lâu như vậy. Kirito lập tức nhanh chóng bay tới tế đàn phía nam nhanh nhất có thể. Alice biết đang có người đuổi theo thì nói những lời cuối với hai chú rồng của mình và bảo chúng quay về đế quốc. Khi cô nhảy xuống thì chúng rơi những giọt nệ như muốn hy sinh bản thân. Hai chú rồng quay lại và phun lửa về phía GABE. Tên này dùng tới thứ sức mạnh màu đen làm cho chúng bị nhiễm thứ đó vào cơ thể. GABE định kết thúc hai đứa nó thì một luồng sáng chặn lại kirito đã tới kịp lúc trước khi hai con rồng bị giết cậu hồi phục và biến chúng trở thành hai quả trứng và rơi vào tay của alice asuna đi tới nói với alice mau chóng tới tế đàn để rời khỏi nơi đây trước khi quá muộn cô dùng thánh thuật để tạo nên một bậc thang và bắt đầu đi lên đó gabe dùng thôi miên làm mất đi ý thức của kirito trong thoáng chốc ngay lúc đó giọng nói của elzo hiện lên trong tâm trí khiến cậu ta tỉnh lại kirito khiến thứ sức mạnh của tên kia bị đánh tan hắn tạo ra một thanh kiếm từ cánh tay đã mất Kirito cũng sẵn sàng và tạo ra toàn bộ nguyên tố tấn công về phía tên này. Những lưỡi dao đó găm hết vào người GABE nhưng không hề hấn gì với tên này cả. Cậu chém hắn một nhát ngang cơ thể nhưng hắn hồi phục ngay sau đó kể cả với cú đâm sau lưng cũng vậy. Còn Kirito thì nhận một vết thương trên vai. GABE muốn chơi đùa thêm 3 phút nữa trước khi hai người kia chạy tới tế đàn. Hắn đâm thanh kiếm vào con thú cưỡi của mình rồi mọc ra một đôi cánh. Tên này lao tới chém Kirito một kiếm khiến cậu bị đẩy lùi lại phía sau. Một đòn xét được tạo ra khiến cho Kirito phải chạy cong mông hai người va nhau liên tiếp với tất cả kỹ thuật mà mình có về đối phương gabe tạo ra một thứ đen xì và làm bay màu nửa người dưới của kirito hắn tiếp tục gồng cơ thể và biến thành một thứ không có hình dạng đến lúc này kirito mới nhận ra ý định muốn câu giờ tới thời điểm hai người kia thoát được đều tan biến khi nhìn thấy gabe trong trạng thái kinh khủng trước mắt trong khi không biết làm cách nào để có thể tiêu diệt được tên này và đủ thời gian tới tế đàn thì elzo hiện nên trong tâm trí cậu ta nói về những thứ trong quá khứ với người bạn thân nhất của mình là kirito Elzo còn cho biết thêm tên GABE không hề có linh hồn như người bình thường và cậu không thể lý giải được nó. Và vì linh hồn không hề có cảm xúc nên hắn đang cảm thấy e sợ với Kirito, GABE tưởng chừng như Kirito đã hoàn toàn bị hắn làm cho kinh hãi. Khi không thấy cậu ta cử động được nữa thì ra đòn kết thúc việc này, hắn lao về phía Kirito và xiên vào bụng cậu một nhát không thể đau đớn hơn. Kirito lúc này tỉnh lại cùng với đôi mắt màu vàng và giải phóng ký ức của cả hai thanh kiếm, một mớ dây hoa hồng băng quấn chặt lấy tên này thanh kiếm còn lại thì chọc tới tận trời khiến nó trở thành toàn bộ một màu đen những người ở xa đều cảm nhận đó là sức mạnh của cậu ta trên bầu trời đen này và truyền tới tất cả những gì họ có từ tận đáy lòng của bản thân những ngôi sao bắt đầu tụ về điểm đầu thanh kiếm của kirito gabe cố gắng thoát ra khỏi dây hồng gai của cậu ta và đánh tan chúng đến lúc này thì hắn mới nhận thấy cái chết tới gần với bản thân khi nhìn thấy thanh kiếm của kirito cả hai tấn công về phía đối phương linh hồn của những người đã mất đều hỗ trợ cho cậu ta cách đánh bại và những lời động viên Kirito dùng tới kỹ năng song kiếm liên tục chém về phía tên này, nhưng hắn ta cũng không kém cạnh và đã lấy đi một cánh tay của cậu ta. Ngay khi GABE tạo ra một luồng xét đen từ thanh kiếm của mình tấn công về phía Kirito, Elzo một lần nữa xuất hiện và đỡ đòn đó cho cậu ta. Kirito nhân cơ hội này chém về phía hắn ta rồi cùng hợp sức với người bạn thân của mình đánh tan linh hồn của tên GABE. Alice cùng với những người bên trong Underworld cũng đang xuất khỏi đây thành công. Khi đã ra tới phía ngoài đời thật ai nấy đều cũng rất buồn giàu. Kirito vĩnh biệt Elzo lần cuối và nhìn lên bầu trời. Cậu bay về phía tế đàn, ngay khi vừa bước tới trước phòng điều khiển thì tự nhủ với bản thân phải ở trong đây thêm 200 năm nữa. Nước mắt tuôn rơi trò chơi kết thúc Kirito ngã gục xuống sàn. Nhưng không ngờ được Asuna cũng ở lại với cậu ta tại nơi đây, thời điểm trước khi mọi người đã thoát ra khỏi Underworld. Asuna đã liên lạc ra phía bên ngoài với Rinko. Cô nhờ người này chăm sóc cho Alice khi họ ở lại bên trong Underworld. Higa cũng nhận được tin hai người Kirito đã ở lại bên trong thế giới ảo tới tận 200 năm, họ bắt đầu mở khóa vách ngăn. Tên đeo kính bên phía quân địch cũng đã biết, hắn nói với người của mình ra phía cầu thang để chiếm lấy vách ngăn đó. Còn tên này với người đàn ông đầu chọc sẽ đi kiểm tra nơi khác, chúng rình mò thì chỉ thấy xác của tên Ianai ở dưới đất. Khi nhìn lên phía trên thấy có người thì liền nổ súng tới đó. Kỳ khư ca bị trúng một viên vào áo chống đạn nên có hơi đau một chút, còn tên đầu chọc phía bên dưới thì đi về với các cụ. Tên đeo kính không còn cách nào thì chạy về báo với đội trưởng. GABE sau khi bị đánh bại thì cười như thằng ngáo nhưng khi nhìn kỹ lại thì hắn thấy chính mình đang nằm trên chiếc máy đó với bộ mặt kinh dị. GABE giờ mới nhận ra là bản thân đã chết. Cô bé bạn hồi nhỏ của hắn từ từ xuất hiện đằng sau lưng và kéo tên này xuống dưới địa ngục cùng với cô. Hắn dãy dụa trong vô ích và gào thét trông rất ghê tởm. Người đeo kính lúc này đi tới thì không thể tin được vào mắt mình. Hai người đồng đội chết một cách kinh khủng khiến hắn gần như đái ra quần. Tên tóc dài lúc này vẫn muốn chiến đấu nhưng anh chàng đeo kính không còn ý chí nữa. Rinko thấy trên máy quay những kẻ này bắt đầu trốn khỏi đây. Chúng không quên để lại cho họ một quả bom ở dưới lò phản ứng bên trong đáy trục quay. Anh chàng bảo vệ muốn xuống đó để tháo quả bom. Vì không quá 10 phút nữa nơi này sẽ nổ tung nếu như không gỡ được nó. Khi anh gần tới nơi thì không ngờ vẫn còn một tên không bỏ trốn mà chọn ở lại. Hắn bắn người đàn ông này một viên đạn vào chân. Lúc này một con robot đi ra khiến tên lính tóc dài kia rất bất ngờ nó liên lạc tới phòng điều khiển và nói với Rinko bản thân chính là ý thức của Kazaba. Người này đã rất hối hận khi bỏ cô lại một mình và anh muốn thay họ chống lại tên khủng bố. Kỳ khư ca lẻn đi từ đằng sau người con robot bắn chết tên còn lại. Kazaba cố gắng mở cửa hầm để vào trong phòng có quả bom kia. Theo như thông báo trên máy tính thì cơ thể của con robot này không thể nào đi tới được nơi đó vì phải chịu quá nhiều đạn bắn từ trước. Khi đi gần tới nơi nó đã không thể hoạt động được nữa. Với những lời nói từ Rinko thì con robot đã hoạt động trở lại và thành công gỡ quả bom trước khi ngã xuống. Tên đeo kính cùng đồng bọn trốn thoát thành công nhưng hắn cũng thấy quả bom hiển thị thất bại. Khi đơn vị kiểm tra tới nơi con robot vừa nằm thì không hề thấy xác của nó ở đâu. Một thời gian sau đó hai người Kirito với Asuna vẫn chưa tỉnh lại. Alice thì được công bố trước toàn công chúng với danh nghĩa một AI có trí thông minh như con người. Trong khi đang được những phóng viên phỏng vấn thì cô cảm nhận được Kirito đã tỉnh lại thì liền bỏ đi gà đang coi truyền thông đưa tin về khư ca đã hy sinh trong cuộc chiến vừa rồi bởi bảo vệ tài sản quốc gia nhưng thật sự thì ngược lại anh vẫn đang sống nhân gian ra ở đây và quan sát về buổi phỏng vấn của Alice khi gà thấy dữ liệu não bộ của Kirito cùng với asuna hoạt động trở lại Alice cùng với hai ông anh kia đến ngay khi Kirito tỉnh dậy điều đầu tiên mà cậu nói với Alice đó là em gái của cô ấy đã tự đóng băng cơ thể với não bộ để chờ Alice quay lại tầng 80 của tháp trung tâm cô không biết nói gì hơn ngoài việc khóc những ngày sau khi tỉnh lại Asuna thì đã khỏe hoàn toàn còn Kirito thì cần hồi phục thêm một thời gian. Kỳ Ca cũng tới thăm cậu ta. Anh nói với Kirito về những thông tin liên quan tới rát và nếu như mọi thứ không suôn sẻ thì có thể Alice sẽ bị chính phủ bắt đi. Còn toàn bộ tài sản nghiên cứu được chia đều cho các tập đoàn lớn. Underworld có thể sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn vì những người cấp cao yêu cầu. Kirito không muốn điều đó xảy ra nên đã cúi đầu nhờ Kỳ Ca làm nó không bị xóa. Anh cũng tự biết điều đó vì bản thân đã liều mạng để tạo ra nên không thể nào để nó biến mất. Tại nơi ở của Higa, anh không muốn ký ức 200 năm trong Underworld của Kirito biến mất thì đã sao chép nó ra một bộ não nhân tạo. Hai người nói chuyện với nhau một hồi lâu. Kirito hỏi Higa về việc chỉ sao chép mỗi phần ký ức của anh ta lại thôi có phải như vậy đúng không? Higa khi đó đã giấu kỳ khư ca và làm việc này sau lưng anh ta nên không làm được với Asuna, nhưng trước kia ở bên trong Underworld thì cô cũng đã nói về việc này. Nếu bản thân bị sao chép ra thì chắc chắn sẽ tự xóa chính mình đi. Và theo như Kirito Hiện tại muốn duy trì được Underworld thì rất khó vì không có cơ sở để đầu tư. Cậu ta muốn chiến đấu để có thể làm cho thế giới đó được duy trì. Higa cho biết con tàu kia đang được chính phủ kiểm soát. Nhưng lò phản ứng của nó có thể vẫn hoạt động được 5 năm nữa. Cơ hội duy nhất của Kirito hiện tại đó là bản sao ký ức của Kazaba. Cậu muốn tìm người này hợp tác để duy trì cho Underworld tiếp tục. Higa cũng chấp nhận điều này và sẽ giúp họ trong việc mã hóa. Kirito vừa từ bệnh viện trở về thì nằm lên giường để ngủ nhưng trong đầu toàn là nhớ về Elzo. Điều này làm cậu rất hối hận khi không xóa hết ký ức trong đó đi. Sáng hôm sau Kirito nhận được cuộc gọi từ Rinko thông báo Alice đã mất tích. Cậu muốn nhanh chóng ra khỏi nhà thì có người đưa tới một kiện hàng shop be siêu to khổng lồ. Khi mở ra thì bên trong đó là Alice. Cô thấy bản thân có lỗi khi đã bỏ trốn khỏi chỗ của Rinko, nhưng cũng rất tức giận vì ngày đó cậu không nói sự thật cho cô biết về tế đàn. Và để bản thân đang xuất khỏi đó trong khi mọi người vẫn đang chiến đấu. Cô buồn bã tới ôm lấy Kirito. Cậu nói mấy lời động viên với cô làm dịu đi cơn tức giận. Alice khi bình tĩnh lại thì bảo Kirito liên lạc báo với Rinko để cô ấy không phải lo lắng. Khi Alice biết mình được ở lại đây trong ngày hôm nay thì đã vui vẻ trở lại. Cô muốn Kirito đưa mình đi tham quan ngôi nhà nhưng cậu ta không nghĩ ra được chỗ nào hay. Kirito chợt nhận ra nhà mình có phòng tập kiếm thì dẫn Alice tới đó. Hai người này thử đấu lại với nhau ở thế giới thực nhìn rất nghiêm túc. Khi vừa lao vào ra đòn đầu tiên thì hai cây kiếm gãy đôi. Người chiến thắng cuối cũng là Alice với thiết đầu công của thiếu lâm tự tối đó cả gia đình ngồi với nhau thì bố của kirito muốn cậu ta tới mỹ để du học nhưng với cái tính nghiện game thì kirito đã chọn ở lại nhật bản với viện nghiên cứu của rinko alice thấy thế thì rất vui mừng và gọi cha của kirito bằng bố với sự bất ngờ của họ cô muốn ông cho kirito chọn con đường sau này của bản thân cậu ta bởi người cha trước kia của alice không hề muốn cô làm kiếm sĩ sau một hồi nói chuyện thì ông cũng đồng ý với quyết định của kirito đêm đó khi mà cậu đang ngủ thì alice qua phòng vỗ vai gọi dậy và muốn nói chuyện Vài ngày trước cô có nhận được một Gmail không tên, trong đó có nhắn hãy leo lên ngọn tháp trắng ngươi sẽ vươn tới thế giới của mình. Ngay khi đọc nội dung này thì cậu gọi Yui dạy hỏi và họ giải ra được đó là một mật mã. Kirito nhận ra đó là đường dẫn tới Underworld. Alice cảm thấy có hy vọng được trở về nhà thì ôm lấy Kirito. Họ tới gặp Rinko và đưa địa chỉ này cho cô ấy. Cả ba người quyết định vào lại bên trong Underworld thì thấy mình đang đứng ở ngoài vũ trụ. Khi quay lưng lại thì thấy một địa cầu mang tên tinh giới ở đây họ có thể nhìn được cảnh chiến tranh giữa các vì sao đang nổ ra. Các kỵ sĩ trình hợp không dùng kiếm mà dùng tới phi thuyền bay mới đỉnh. Kirito đứng ra với hai tay hai kiếm và giải phóng ký ức của Bích Hồng kiếm làm con quái vật kia bị đóng băng. Nó nhanh chóng thoát ra thì cậu dùng thanh còn lại để chém. Asuna tạo một giải sức mạnh bắn vào thứ này và khiến nó nổ tung. Một thứ màu đen bay ra từ xác con quái vật bay tới phía Alice. Cô giải phóng ký ức từ thanh kiếm chém nó không còn một mảnh vụn. Hai người kia cũng nhận ra bọn họ là người quen trước kia của mình thì cũng bay về tinh giới.